Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 59. Lập giấy sinh tử, quyết sinh tử. 1. Ở phía nam cổ thánh thành có một tòa cao lầu cao chừng gần ngàn trượng, rộng mấy trăm trượng. Ở vị trí cao nhất của cao lầu viết ba chữ to bằng vàng cực lớn, Thính Tuyết Lâu. Ở cổ thánh thành, tuy thực lực chỉnh thể của Thính Tuyết Lâu không bằng Bái Nguyệt Điện và với Đao Kiếm Minh, nhưng bất kể là Bái Nguyệt Điện hay là Đao Kiếm Minh, thậm chí thiên tài trên thánh bảng đều có chút kiêng kỵ nó. Bởi vì người sáng lập của Thính Tuyết Lâu là yêu nghiệt siêu cấp đệ nhất thánh bảng, ở thời đại đó, Đao Kiếm Minh và Bái Nguyệt Điện đều chưa xuất hiện. Lúc đó, tổ chức duy nhất của thế hệ trẻ tuổi cổ thánh thành chính là Thính Tuyết Lâu. Tuy thế sự thay đổi, Thính Tuyết Lâu suy vong, nhưng nội tình của bọn họ vẫn tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khi thực lực chỉnh thể của Thính Tuyết Lâu hiện giờ không bằng Đao Kiếm Minh và Bái Nguyệt Điện, nhưng vẫn cứ tồn tại. Dương Diệp không nói đùa, hắn đi tới Thính Tuyết Lâu. Khi đến cổ thánh thành, hắn không nghĩ tới muốn gây chuyện, nhưng đáng tiếc, luôn có chuyện tự tìm đến hắn. Cách làm giống như của hắn chính là người kính ta một thước, ta sẽ kính ngươi một trường, ngươi nếu không kính ta, vậy việc gì ta phải kính người? Thính Tuyết Lâu gọi cường giả bán thánh tới trấn áp hắn, điều này không nghi ngờ gì nữa đã khiến hắn thật sự nổi giận. Sau lưng Dương Diệp, là đám người Mạc Linh, còn có vô số huyền giả của cổ thánh thành tới để xem kịch. Trong mắt Mạc Linh hiện lên một tia lo lắng, nàng ta từng khuyên Dương Diệp, nhưng đáng tiếc là nàng ta không thành công. Nàng ta có chút hối hận vì câu nói, muốn giết người cũng không sao, chỉ cần lên sinh tử đài, là được. Đương nhiên, nàng ta cũng minh bạch, cho dù nàng ta không nói câu đó, có thể chuyện cũng vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Nhìn ba chữ to trên lầu các, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia hàn quang, hai tay đột nhiên đánh ra, hai đạo quyền kình bắn đi, nháy mắt đã đánh cho ba chữ to Thính Tuyết Lâu đó thành cho bụi. Hôm nay, Dương Man ta ở trước cửa Thính Tuyết Lâu lập sinh tử đài, phàm là huyền giả Thính Tuyết Lâu đều có thể lên đài tiến hành quyết chiến sinh tử với ta. Thanh âm của Dương Diệp dưới sự gia trì của huyền khí, giống như tiếng sấm truyền đi. Dương Man này điên rồi à? Hắn đây là muốn dùng sức của một người khiêu chiến toàn bộ Thính Tuyết Lâu. Hắn có phải có chút tự tin quá hay không? Thực lực của bản thân hắn quả thật cường hãn, nhưng nếu nói muốn dùng sức của một người khiêu chiến cả Thính Tuyết Lâu, là thì ta không tin. Đừng nói hắn, cho dù là mấy tên yêu nghiệt trên thánh bảng chỉ sợ cũng không dám. Đương nhiên trừ ba tên gia hỏa đứng đầu. Hắc hắc, bất kể là như thế nào, dù sao Dương Man này và Thính Tuyết Lâu hiện giờ đã là cục diện không chết không ngừng. Thính Tuyết Lâu này nếu ở đây giết được Dương Man, như vậy còn đỡ, vừa có thể báo thù vừa có thể trọng trấn thanh danh cho Thính Tuyết Lâu. Nhưng nếu không thể, chậc chậc, vậy Thính Tuyết Lâu thật sự xong rồi. Lâu chủ của Thính Tuyết Lâu luôn luôn thần bí, nghe nói ngay cả một số thành viên nòng cốt của Thính Tuyết Lâu cũng chưa từng gặp lâu chủ này, không biết lần này hắn có ra hay không, chậc chậc, thật khiến người ta chờ mong. Càn rỡ! Trong Thính Tuyết Lâu đột nhiên truyền đến tiếng hét giận dữ, tiếp theo một bóng người từ trong lâu bay ra, lập tức vô số huyền giả Thính Tuyết Lâu cũng xông ra. Cầm đầu là một thanh niên khoảng 20 tuổi, tay cầm một thanh trường thương, trên mũi thương lấp lánh thương mang lãnh lẽo. Thanh niên này trước tiên lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn về phía cung kiếm và Mạc Linh phía sau Dương Diệp, nhìn thấy hai người, sắc mặt thanh niên hơi trầm xuống. Cung kiếm biết đối phương hiểu lầm, lập tức vội vàng cười nói. Hứa Thanh, ta hôm nay chỉ đến để xem kịch, không có ý gì khác. Nói xong hắn dẫn người của Đao Kiếm Minh đi sang một bên. Nghe vậy, sắc mặt thanh niên hơi hòa hoãn lại, sau đó nhìn về phía Mạc Linh. Mạc Linh đang chuẩn bị nói thì Dương Diệp giành trước. Không cần phải nhìn họ, hôm nay người tìm đến gây chuyện là ta, cũng chỉ có một mình ta thôi. Hứa Thanh nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi chính là Dương Man đã giết người của Thính Tuyết Lâu ta. Dương Diệp gật đầu, nói. Chính là ta. Mặt Hứa Thanh trở nên dữ tợn, nói. Giết người của Thính Tuyết Lâu ta, chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tự tìm tới cửa, cũng được. Đỡ mất công ta phải đi tìm ngươi. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Mạc Linh, Mạc Linh do dự một thoáng, sau đó bấm tay búng một cái, một tờ giấy bay đến trước mặt Hứa Thanh, nói. Ký giấy sinh tử đi. Hứa Thanh không do dự, bấm tay búng một cái, một giọt máu tươi bắn lên giấy, sau đó thân hình khẽ động, lao về phía Dương Diệp. Nộ long xuất hải. Hứa Thanh gầm lên một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên rời tay bay đi.
bắn về phía Dương Diệp. Quanh trường thương đột nhiên dần hiện ra một con cự long năng lượng to chừng trăm trượng, lấy thương làm xương, cự long há to miệng cắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không hề động đậy, một trượng cự long tới cách trước người hắn một trượng, hắn mới đánh ra một quyền. Đúng vậy, không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào, cứ như vậy đánh ra một quyền rất vô cùng đơn giản. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đã chấn tan cự long năng lượng, mà lúc này, thương của Hứa Thanh đã tới trước mặt Dương Diệp, nhưng rất nhanh, sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, bởi vì Dương Diệp đã nắm lấy đầu thương của hắn. Quá yếu! Nói xong câu này, tay phải Dương Diệp đột nhiên xoay tròn, một cỗ cự lực chấn động truyền ra, nháy mắt đã đánh bay Hứa Thanh. Mà lúc này, thanh trường thương trong tay Dương Diệp đột nhiên rời khỏi tay Dương Diệp. Bù! Trường thương cắm vào người Hứa Thanh. Sau đó mang theo thân thể Hứa Thanh bay ra trăm trượng thì ghim Hứa Thanh lên trên vách tường của Thính Tuyết Lâu. Hứa Thanh chết rồi. Toàn trường yên tĩnh. Lại miểu sát. Thực lực của Dương Man này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Đây cũng là điều khiến Mạc Linh phải suy nghĩ, bởi vì cho đến bây giờ Dương Man này vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Phải nói rằng, người của Thính Tuyết Lâu chưa có ai khiến hắn không thể hiện ra thực lực chân chính, cho dù là cường giả bán thánh lúc trước. Chỉ sợ cũng chưa khiến hắn phải sử dụng lực chân chính, mà thực lực chân chính của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể so với 10 cường giả đứng đầu thánh bảng không? Quá yếu, đổi người khác. Dương Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua đám người Thính Tuyết Lâu, trong giọng nói không hề có một chút tình cảm. Đúng như hắn dự đoán, người của Thính Tuyết Lâu căn bản không định tha cho hắn, có điều thể cũng vừa hay đúng ý hắn. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tuy người của Thính Tuyết Lâu vô cùng tức giận. Nhưng lại không có ai dám xông lên. Người trước mắt này ngay cả Hứa Thanh, một trong ba đại chiến tướng của Thính Tuyết Lâu cũng có thể miểu sát, bọn họ mà lên, chỉ sợ ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, chính là Hà Trường lão đó. Lúc này sắc mặt Hà Trường lão âm trầm tới đáng sợ, lão nhìn chằm chằm Dương Diệp nói. Người trẻ tuổi khí thịnh, ta hiểu, nhưng nếu làm người không biết tiến thối. Bình thường đều sẽ chết rất sớm, cho dù thiên phú của hắn có tốt đến mấy, tiềm lực có mạnh tới mấy, dù sao hắn hiện tại đối với một số người nào đó mà nói thì vẫn yếu như con kiến. Dương Diệp cười khẽ, nói. Lúc trước ta có lùi, nhưng kết quả đổi được thì ngươi cũng thấy rồi đấy. Còn nữa, ta từ trong ánh mắt của ngươi có thể thấy được, cho dù ta lúc này lui, ngươi cũng sẽ không từ bỏ việc đối phó ta. Một khi đã như vậy, ta đây vì sao phải lùi? Ngươi nói xem có đúng không? Ngươi sẽ chết. Hà Trường lão nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói. Ta xin thề. Dương Diệp cũng nhìn chằm chằm Hà Trường lão, nói. Ta có lẽ sẽ chết, nhưng tuyệt đối không phải là chết trên tay ngươi. Còn nữa, cho dù phải chết, trước lúc ta chết ta cũng sẽ kéo theo nhiều đệm lưng. Ngươi không phải muốn bảo vệ Thính Tuyết Lâu này sao? Ta hôm nay sẽ ở ngay trước mặt ngươi, giết từng người một. Lão già này muốn giết hắn, nhất định phải ở chỗ không người, nhưng ở chỗ không người thì hắn phải sợ đối phương à. Tuy đối phương là bán thánh, nhưng so với Lâm Hộ Pháp kiếm nô bán thánh trong Hồng Mông Tháp của hắn thì vẫn kém hơn một chút, càng đừng nói tới việc hắn còn có trấn giới thạch. Trên người Hà Trường lão bắt đầu tỏa ra khí tức cuồng bạo và sắc bén, lão nhìn chằm chằm Dương Diệp, giống như lập tức sẽ xuất thủ, nhưng Dương Diệp lại sắc mặt vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Hà Trường lão trung quy vẫn không động thủ, bởi vì lúc này lão không có lý do, cũng không có cơ hội, bởi vì lão biết, trưởng lão đó đang có mặt, chỉ cần lão xuất thủ, đối phương cũng sẽ nhất định lập tức xuất thủ. Đừng tưởng rằng trong Thính Tuyết Lâu không ai có thể thu thập được ngươi. Hà Trường lão nói xong câu này, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Điều này khiến cho Mạc Linh lại thở phào nhẹ nhõm, tuy lúc trước Dương Man này chặn được hai đòn của Hà Trường lão. Nhưng nàng ta không cho rằng Dương Man có thể chống lại được cùng một bán thánh. Trong hoàng giả cảnh có thể chống lại bán thánh chỉ có ba yêu nghiệt đứng đầu trên thánh bảng. Mà tuy Dương Man yêu nghiệt, nhưng cũng không thể yêu nghiệt bằng ba yêu nghiệt đứng đầu thánh bảng chứ. Bất kể là thế nào, đối với Mạc Linh mà nói, Bái Nguyệt Điện là có lời rồi. Chỉ cần lần này Dương Man có thể bình yên rời khỏi đây. Như vậy, thanh danh của Bái Nguyệt Điện sẽ đại chấn, trực tiếp vượt qua Đao Kiếm Minh. Đương nhiên, đây hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ánh mắt Dương Diệp nhất nhất đảo qua trên người từng huyền giả của Thính Tuyết Lâu, nói. Sao,
Thính Tuyết lâu các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại đã tới rồi, đứng ngay đây này, các ngươi lại không dám đi lên à? Hay là người của Thính Tuyết lâu các ngươi toàn là hạng hèn nhát? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Đám người Thính Tuyết lâu tức tới nổ phổi, ai nấy sắc mặt đỏ bừng căm tức nhìn Dương Diệp, nhưng một màn Dương Diệp. Miểu sát Hứa Thanh Túc trước không ngừng tua lại trong đầu bọn họ. Tuy rất nhiều người sợ hãi, nhưng trong đó cũng có không ít người thật sự là không nhịn được cục tức này, sau đó ký giấy sinh tử. Một bóng người bay đi. Một kích lấy mạng. Quá yếu, đổi người khác. Giọng nói của Dương Diệp lại vang lên. Sự miểu sát của Dương Diệp không thể ngăn cản một số người tiếp tục ký giấy sinh tử, bởi vậy, không đến nửa khắc, dưới Thính Tuyết lâu đã có hơn 10 cỗ thi thể nằm xuống. Một màn này đã khiến vô số người phải kinh hãi. Đúng lúc này, một nữ tử hai tay đeo quyền sáo màu vàng xuất hiện. Trời ạ, là quyền phách Ngọc Vô Song xếp thứ 10 thánh bảng, nàng ta sao lại tới đây? Đúng là Ngọc Vô Song rồi, nàng ta muốn làm gì? Nàng ta không ngờ muốn ký giấy sinh tử. Nàng ta không ngờ muốn giúp Thính Tuyết lâu, sao lại như vậy? Trong ánh mắt của mọi người, nữ tử vừa xuất hiện nhỏ một giọt máu tươi lên tờ giấy sinh tử của Dương Diệp. Lập giấy sinh tử, quyết sinh tử. Sao lại như vậy? Sắc mặt Mạc Linh cực kỳ khó coi, nàng ta không ngờ Ngọc Vô Song đứng thứ 10 thánh bảng lại xuất hiện tại đây, càng không ngờ đối phương lại tới để giúp Thính Tuyết lâu. Ngọc Vô Song là ai? Chính là thiên tài siêu cấp mới quật khởi ở thánh địa. Ngọc Vô Song vừa tấn thẳng đến hoàng giả cảnh đã dùng một đôi quyền đầu càn quét vô số thiên tài của thánh đường, cũng đạp tên yêu nghiệt xếp thứ 10 thánh bảng lúc trước xuống. Quyền đầu của nàng ta, đến mức có thể xé rách cự long, bởi vậy, nàng ta đạt được danh hiệu quyền phách. Điều này cũng có nghĩa là ở thánh đường, quyền đầu của nàng ta là mạnh nhất. Đồ sát kẻ yếu, là hành vi người nhu nhược. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp. Trong mắt xuất hiện sát ý. Để không khiến ta lại phải làm kẻ nhu nhược, người hay là đi xuống đi. Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song tất nhiên nghe ra ý tứ của Dương Diệp, nàng ta không giận mà ngược lại còn bật cười, nói. Có biết không, tên gia hỏa xếp thứ 10 thánh bảng lúc trước cũng cuồng vọng như ngươi vậy, nhưng ngươi có biết kết cục của hắn thế nào không? Ta nói cho ngươi biết nhé, hắn bị một quyền của ta đánh cho nổ tung đầu. Giống như là thiết chùy đập vào dưa hấu vậy. Ta lại nói cho ngươi hay, ngươi cũng sẽ giống như hắn. Vậy thử xem. Dương Diệp nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khóe miệng Ngọc Vô Song hiện ra một tia dữ tợn, định xuất thủ thì lúc này Mạc Linh ở bên cạnh đột nhiên nói. Ngọc tiểu thư, việc này là chuyện giữa Dương Man và Thính Tuyết lâu, ngươi việc gì phải nhúng tay vào. Ngực trái của Ngọc Vô Song nhẹ nhàng nhô lên, tiếp theo tới bông tuyết xuất hiện ở ngực trái nàng ta. Dấu hiệu của Thính Tuyết lâu. Đám người Mạc Linh hơi biến sắc, bao gồm cả cung kiếm ở bên cạnh xem kịch cũng vậy. Hiện tại đã hiểu rồi chứ? Ngọc Vô Song nói. Ngươi không ngờ là người của Thính Tuyết lâu. Mạc Linh hít sâu một hơi, bên trong thanh âm đầy vẻ khiếp sợ, nàng ta không ngờ Ngọc Vô Song xếp thứ 10 thánh bảng này lại là người của Thính Tuyết lâu. 10 thiên tài đứng đầu thánh bảng không phải không thể gia nhập tổ chức thế lực nào, nhưng thiên tài nhưng bình thường sẽ không làm vậy, bởi vì nếu có thể lọt vào được thánh bảng, đó đều là hạng người thiên phú chắc tuyệt, tâm cao khí ngạo, người như thế, sao có thể đi nghe theo sự sai khiến của người khác. Nhưng nàng ta không ngờ, thiên tài xếp thứ 10 thánh bảng lần này lại gia nhập Thính Tuyết lâu, đây là điều mà nàng ta nghĩ thế nào cũng không thông. Mạc Linh phát hiện, Thính Tuyết lâu này có chút thần bí. Ngược lại với sự khiếp sợ của đám người Mạc Linh, người bên Thính Tuyết lâu thì mừng như điên. Lúc này Ngọc Vô Song, giống như là một bó lửa trong bóng đêm, mang tới ánh sáng và hy vọng cho bọn họ. Thiên tài xếp thứ 10 thánh bảng không ngờ là người của Thính Tuyết lâu ta. Ha ha, Dương Mạn đó chết chắc rồi, hắn chết chắc rồi. Ha ha, thật là thống khoái, sau này ta xem Đao Kiếm Minh và Bái Nguyệt Điện còn dám kiêu ngạo ở trước mặt chúng ta hay không. Ngày sau Thính Tuyết lâu ta sẽ một nhà độc đại. Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song, Ngọc Vô Song. Quyền phách, quyền phách, quyền phách. Lúc này, người của toàn bộ trở nên hưng phấn và điên cuồng. Quyền đầu của ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta trước hết sẽ phế đi quyền đầu của ngươi, sau đó từ từ đánh nát tất cả xương cốt toàn thân ngươi, để cho ngươi biết rằng, Thính Tuyết lâu ta không phải ai cũng có thể dẫm đạp.
Ngọc Vô Song chậm rãi bước về phía Dương Diệp, trên hai tay nàng ta, quyền sáo màu vàng không ngờ từ từ mọc ra những mũi nhọn dài mấy cm. Ngươi nói nhiều quá. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, người Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Ngọc Vô Song, vẫn là như cũ, không vận dụng bất kỳ huyền kỹ nào, chỉ là một quyền đơn giản đánh ra. Tốc độ và lực lượng. Dương Diệp hiện tại chính là vận dụng hai loại này. Ngươi không lĩnh ngộ quyền ý cũng dám ra quyền ở trước mặt ta. Trong cơ thể Ngọc Vô Song đột nhiên bộc phát ra một cỗ quyền ý sắc bén, giống như thực chất ép về phía Dương Diệp, dưới sự áp chế của cỗ quyền ý này, tốc độ công kích của Dương Diệp tập tức chậm lại. Quyền ý thập trọng. Đám người Mạc Linh hoảng hốt, bởi vì lúc trước khi Ngọc Vô Song khiêu chiến người đứng thứ 10 thánh bảng mới chỉ có quyền ý cửu trọng mà thôi, mà không đến một tháng ngắn ngủi, nàng ta không ngờ đã đạt tới quyền ý thập trọng. Thiên phú này không khỏi quá khủng bố rồi. Dương Man có thể thắng được ư? Mày Mạc Linh nhíu chặt, bởi vì hy vọng Dương Man thắng không lớn, bởi vì cho đến bây giờ, Dương Man giống như không thể hiện ra ý cảnh gì cả. Huyền giả lĩnh ngộ ý cảnh so với huyền giả không lĩnh ngộ ý cảnh không chỉ là mạnh hơn một chút. Trong sân người bình tĩnh nhất là Phù Cẩm Tiên, bởi vì ở đây không có ai biết rõ Dương Diệp khủng bố cỡ nào hơn nàng ta. Đó là tồn tại từng chu sát người đứng thứ 3 thánh bảng, đồng thời còn chu sát cường giả bán thánh. Nếu nói thế hệ trẻ tuổi của Thánh Đường có người có thể chống lại Dương Diệp, vậy chỉ có hai vị yêu nghiệt siêu cấp đứng đầu và đứng thứ 2 trên thánh bảng mà thôi. Về phần còn lại, đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Trong sân, tốc độ của Dương Diệp chậm lại, nhưng rất nhanh, tốc độ của hắn lại nhanh hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Điều này khiến cho Ngọc Vô Song biến sắc, có điều nàng ta rất nhanh liền chấn định trở lại, sau đó hữu quyền đánh về phía Dương Diệp. Đọ quyền đầu. Nàng ta thật sự chưa từng sợ ai. Bùm! Ngọc Vô Song lui ra sau 10 bước, mà Dương Diệp thì lui một bước. Cao thấp đã rõ. Đám huyền giả Thính Tuyết Lâu vốn vẫn đang hưng phấn giống như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức hóa đá tại chỗ. Mà Mạc Linh sau khi ngẩn người thì mừng rỡ như điên. Đương nhiên trong mắt nàng ta còn có vẻ nghi hoặc và khiếp sợ. Dương Man không lĩnh ngộ bất kỳ ý cảnh nào không ngờ đánh lui được Ngọc Vô Song lĩnh ngộ quyền ý thận trọng. Rất nhiều người trong sân đầu óc như trống rỗng. Mà bản thân Ngọc Vô Song lúc này cũng đầy khiếp sợ, bởi vì nàng ta không ngờ, mình đọ quyền với người ta mà lại thua, mà đối tượng thì là một người cảnh giới thấp hơn nàng ta, cũng không lĩnh ngộ bất kỳ ý cảnh gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua quyền đầu của mình, trên quyền đầu của hắn xuất hiện một số điểm lõm, đó là do quyền sáo của Ngọc Vô Song tạo thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Vô Song, ánh mắt dừng ở trên quyền sáo của Ngọc Vô Song, sau đó. Nói, quyền sáo này của ngươi không tồi, ta muốn. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi à? Ngọc Vô Song lạnh lùng nói. Ta không phải xin ngươi mà là muốn cướp của ngươi. Dứt lời, Dương Diệp lại biến mất tại chỗ, sắc mặt Ngọc Vô Song biến đổi, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng ta, lại giống như lúc trước, một quyền đầu đánh về phía nàng ta. Có bài học lúc trước, lần này, nàng ta không dám lưu thủ. Huyền khí và quyền ý thập trọng trong cơ thể điên cuồng ùa vào quyền đầu, sau đó dùng hết lực lượng nhục thân đánh tới quyền đầu đó của Dương Diệp. Bùm! Lại một lần cứng đối cứng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Ngọc Vô Song lại bị chấn liên tục lui về phía sau, mà lần này, Dương Diệp lại không hề lui, không chỉ không lui, ngược lại còn tung người lên, nháy mắt đã tới trước mặt Ngọc Vô Song, sau đó lại đánh ra một quyền. Bùm! Vô Song lại bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Tiếp theo xuất hiện một màn khiến mắt mọi người như muốn lồi ra, chỉ thấy Ngọc Vô Song dưới sự công kích của Dương Diệp, căn bản ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, bị áp chế chặt chẽ. Không đến mấy hơi thở, Ngọc Vô Song giã lùi về phía sau trăm bước, hơn nữa vẫn đang liên tục lui về phía sau. Ngọc Vô Song là yêu nghiệt thiên tài đứng thứ 10 trên thánh bảng mà. Vô số người trong lòng đầy khiếp sợ, nghi hoặc, và rúng động. Dương Man này rốt cuộc là ai? Bùm! Ngọc Vô Song cuối cùng không cố được nữa, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập xuống đất, tạo ra một cái hố to. Mà mọi người phát hiện, hai tay Ngọc Vô Song lúc này đang run rẩy, đúng vậy, đang run rẩy. Nhục thân Dương Diệp mạnh cỡ nào? Nói thế này đi, nếu cường giả bán thánh phong ấn thực lực của mình, chỉ đơn thuần dùng lực lượng nhục thân đánh với Dương Diệp, vậy Dương Diệp có thể đánh bán thánh như đánh bao cát. Chỉ so lực lượng nhục thân và phòng ngự. Hắn đã hoàn toàn siêu việt bán thánh.
Về phần Ngọc Vô Song, quyền đầu quả thật cũng coi như không tồi, đặc biệt là quyền ý thập trọng đó rất cường hãn, nhưng đụng phải Dương Diệp, nàng ta đã định trước là gặp bi kịch. Bởi vì quyền ý của nàng ta đối với Dương Diệp mà nói thì không có một chút tác dụng nào. Nói đùa à, Dương Diệp thân mang kiếm ý thiên cấp nhất trọng, chẳng lẽ lại bị quyền ý địa cấp áp chế sao? Ngọc Vô Song giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng một bàn chân đã dẫm lên bụng nàng ta, ép cho nàng ta lại phải nằm xuống. Dương Diệp nhìn xuống Ngọc Vô Song, nói. Ngươi không phải muốn đánh vỡ đầu ta à? Có điều nhìn bộ dạng này của ngươi, ngươi hình như không làm được rồi. Nói xong, hai tay Dương Diệp đặt lên hai tay Ngọc Vô Song, hơi dùng sức. A! À, Ngọc Vô Song phát ra tiếng kêu thảm thiết và thê lương, bởi vì Dương Diệp đã trực tiếp bẻ gãy quyền đầu của nàng ta. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong sân trong lòng đều lạnh toát, khi nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy kiêng kỵ. Nhìn quyền sáo màu vàng trong tay, Dương Diệp gật đầu, nói. Không tồi, là đạo cấp, có thể dùng được. Hả? Còn có nạp giới à, cũng không tồi, ta nhận trước, đợi lát nữa sẽ xem ngươi có bảo bối gì, hiện tại thì ta không có thời gian. Ngươi chết chắc rồi. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp với vẻ oán độc, toàn bộ cơ thể bởi vì đau đớn mà run rẩy kịch liệt. Bất kể ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi, lâu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thật vậy à? Dương Diệp cười cười, sau đó... Nụ cười trên mặt Dương Diệp đột nhiên biến thành dữ tợn, chân phải đột nhiên dùng sức, hai mắt Ngọc Vô Song lập tức trợn lên, tiếp theo, Dương Diệp đá một cước vào bụng Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng nện mạnh tên vách tường của Thính Tuyết Lâu. Bùm! Cả người Ngọc Vô Song trực tiếp hóa thành một đống thịt nát. Ngọc Vô Song xếp thứ 10 trên thánh bảng đã chết, cứ như vậy mà chết. Tất cả huyền giả của Thính Tuyết Lâu sắc mặt trắng bệch. Không kìm lòng được mà lùi hết ra sau, nhìn về phía Dương Diệp giống như đang nhìn một ác ma. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cao lầu đó, nói. Lâu chủ Thính Tuyết Lâu gì đó ơi, ta biết ngươi có thể đang ở bên trong. Ta muốn nói với ngươi rằng, ngươi nếu dám sai người tới giết ta, vậy ngươi sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Cho ngươi hai lựa chọn, giải tán Thính Tuyết Lâu ngay, ta sẽ rời đi. Lựa chọn thứ hai là để ta khiêu chiến từng người của Thính Tuyết Lâu ngươi. Giết sạch người của Thính Tuyết Lâu, khiến Thính Tuyết Lâu phải triệt để biến mất. Ta lựa chọn cái thứ ba. Một thanh âm từ trên đỉnh cao lầu truyền đến. Giết ngươi. Vậy đến đây. Thanh âm của Dương Diệp vang vọng trong sân. Dương Diệp vừa dứt lời, một nam tử mặc trường bào thuần màu trắng, mặt đeo mặt nạ màu trắng xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sau khi nam tử xuất hiện, mọi người đều cảm nhận được một cỗ hàn ý, đồng thời, người kinh hãi phát hiện. Không gian dưới chân và chung quanh nam tử mặc áo trắng không ngờ bắt đầu đóng băng. Lâu chủ Thính Tuyết Lâu. Trong đấu mọi người không khỏi xuất hiện suy nghĩ này, sở dĩ không xác định được đối phương chính là lâu chủ của Thính Tuyết Lâu, là vì lâu chủ của Thính Tuyết Lâu trước nay cực kỳ thần bí, cho dù là một số cao tầng trong Thính Tuyết Lâu cũng chưa bao giờ thấy được mặt thật của hắn. Đương nhiên, bất kể người trước mắt này có phải lâu chủ Thính Tuyết Lâu hay không, đối phương cũng tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Nam tử mặc áo trắng bấm tay búng một cái, một giọt máu bắn ra, cuối cùng dính vào giấy sinh tử cách đó không xa. Thính Tuyết Lâu ta từ khi thành lập tới nay, trải qua hơn vạn năm, có huy hoàng, có suy vong, nhưng chưa từng bị vũ nhục. Dám đánh đến tổng bộ Thính Tuyết Lâu để vũ nhục Thính Tuyết Lâu ta, ngươi là người đầu tiên, tin ta đi, ngươi cũng sẽ là người cuối cùng. Dương Diệp nói. Kỳ thật giữa ta và Thính Tuyết Lâu thật sự không có thâm cừu đại hận gì cả. Chỉ đáng tiếc người của Thính Tuyết Lâu các ngươi giống như là phạm tiện vậy. Không giết thì không được, bởi vì không giết, các ngươi sẽ cảm thấy như là ta sợ các ngươi, sau đó các ngươi sẽ hết lần này tới lần khác đến tìm ta. Nếu như vậy, ta sẽ giải quyết vấn đề này từ gốc. Người của Thính Tuyết Lâu có thể chết, nhưng mặt mũi thì không thể vứt bỏ, càng không thể bị nhục. Nam tử mặc áo trắng nói. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, nói. Ta hôm nay muốn người của Thính Tuyết Lâu ngươi phải chết, còn muốn Thính Tuyết Lâu ngươi mất hết mặt mũi. Thử xem. Theo thanh âm của nam tử mặc áo trắng vừa dứt, không gian chung quanh Dương Diệp đột nhiên bắt đầu đóng bóng một cách quỷ dị, tốc độ đóng băng cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đóng băng toàn bộ không gian trong phạm vi 10 trượng chung quanh cùng hắn và Dương Diệp. Không chỉ như vậy,
Nhiệt độ không khí trong sân vào lúc này cũng đột nhiên giảm xuống mấy trăm độ, điều này khiến cho một số huyền giả thực lực thấp thức bị đóng băng tại chỗ. Vô số người hoảng hốt. Ngay cả trên mặt Phù Cẩm Tiên lúc này cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, bởi vì chỉ từ cỗ hàn ý mà người mặc áo trắng này phát ra đã khiến máu và huyền khí cả người nàng ta đều thiếu chút nữa thì đóng băng. Dương Diệp có thể đối phó được không? Nếu Dương Diệp có thể dùng kiếm, nàng ta tất nhiên tin Dương Diệp có thể đối phó được, nhưng vấn đề là lúc này Dương Diệp tuyệt đối không thể dùng kiếm, bởi vì một khi dùng kiếm hắn sẽ lập tức bại lộ thân phận, khi đó, Dương Diệp tuyệt đối sẽ thập tử vô sinh, bởi vì đây là xào huyệt của Thánh Đường. Mà Dương Diệp không cầm kiếm, có thể đối phó được người áo trắng thần bí này không? Bùm! Lúc này, khối băng vốn đang đóng băng Dương Diệp đột nhiên vỡ ra từ giữa. Tiếp theo, Dương Diệp lao ra, mục tiêu tất nhiên người mặc áo bào trắng đó. Vốn tốc độ của Dương Diệp cực nhanh, nhanh đến mức rất nhiều người chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, nhưng rất nhanh, tốc độ của Dương Diệp dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm lại, bởi vì không gian trước mặt Dương Diệp không ngờ toàn bộ ngưng kết thành tường băng rất dày. Chính là những tường băng này ngăn cản, cho nên tốc độ của Dương Diệp mới chậm lại. Rất nhanh, Dương Diệp dừng lại. Bởi vì bốn phía hắn lại xuất hiện từng tầng tường băng dày, những tường băng này không ngừng dồn ép hắn, khiến cho hắn căn bản không thể bay nhanh. Nhục thân của người rất mạnh, cho dù là ta, cũng không có lòng tin có thể phá vỡ được phòng ngự của ngươi. Nhưng, ta có thể đóng băng ngươi. Theo thanh âm của người áo trắng vừa dứt, Dương Diệp lập tức cảm thấy không khí chung quanh tại giảm xuống, mà mật độ của tường băng này cũng dày hơn. Trương mắt Dương Diệp xuất hiện một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm giác được máu trong cơ thể mình không ngờ đã có dấu hiệu ngưng kết. Lần này, hắn không thể không thừa nhận, Thánh Đường, quả thật là ngọa hổ tàng long. Đương nhiên với loại thủ đoạn trình độ này mà muốn giết hắn thì chính là người si nói mộng. Huyền khí màu tím trong cơ thể sôi sục điên cuồng, sau đó bị hắn tỏa đến tứ chi trong cơ thể, theo sự vận chuyển của huyền khí màu tím, hàn ý trên người, bắt đầu tiêu tán, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng lên. Muốn đóng băng ta à? Ngươi vẫn chưa đủ sức đâu. Song quyền của Dương Diệp đột nhiên đánh ra, lực lượng cường đại từ quyền đầu chút xuống, trong phút chốc, từng lớp tường băng chắn trước mặt hắn giống như đảo núi lấp biển tán loạn từng lớp, tường băng này trong nháy mắt đã trở thành những vụn băng. Bùm! Chân phải Dương Diệp đột nhiên dậm mạnh xuống đất, cả người giống như một quả đạn pháo bắn ra, lần này, tường băng vừa xuất hiện không ngăn cản được Dương Diệp. Bởi vì trong quá trình này hai tay Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, không ngừng đánh nhanh, từng đạo quyền kình từ quyền đầu xuất hiện, tường băng gặp phải quyền kình trong nháy mắt đã bị đánh tan. Dương Diệp đi tới trước mặt nam tử mặc áo trắng, một quyền đánh ra, lực lượng cường đại, trực tiếp dùng quyền đầu đánh cho không gian chung quanh vỡ nát. Một tấm bằng thuẫn xuất hiện trước mặt nam tử mặc áo trắng. Bùm! Quyền đầu của Dương Diệp khi vừa tiếp xúc với băng thuẫn, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Tiếp theo, Dương Diệp trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người bay ngược ra sau, bay chừng mấy trăm trường mới dừng lại được. Khụ! Dương Diệp ho khan mấy tiếng, hắn cúi đầu nhìn tay phải của mình, lúc này tay phải của hắn đang run rẩy kịch liệt. Hắn thầm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc áo trắng ở xa xa, nói. Hay cho một băng thuẫn, không ngờ biết đàn hồi. Lúc trước hắn bị đánh bay, không phải nam tử mặc áo trắng gây ra. Mà là vì chính lực lượng của bản thân hắn. Khi hắn đánh lên băng thuẫn, hắn liền cảm giác được toàn bộ lực lượng của hắn đã dội lại người mình. Nếu không phải nhục thân hắn cường hãn, hắn đã chết dưới quyền đầu của mình rồi. Lực lượng nhục thân và phòng ngự của người còn mạnh hơn so với một số ma tộc và yêu tộc, thậm chí là thạch nhân tộc mà ta đã gặp. Nam tử mặc áo trắng chậm rãi nói. Có điều, có băng thuẫn này ở đây, người phế rồi. Thế à? Dương Diệp lấy ra cặp quyền sáo màu vàng của Ngọc Vô Song lúc trước, sau khi đeo quyền sáo vào, tâm niệm Dương Diệp khẽ động, trên quyền đầu trong quyền sáo lập tức ngưng tụ ra vô số long lân. Dương Diệp thân hình khẽ động, lại xuất hiện ở trước mặt nam tử mặc áo trắng, lại như lúc trước, một quyền đánh ra, mà nam tử mặc áo trắng cũng không né tránh, lại tế ra bằng thuẫn đó. Bùm! Lần này, Dương Diệp không bay ngược về. Nhưng lại bị chấn cho liên tục lui về phía sau, đương nhiên, quan trọng nhất là nam tử mặc áo trắng lúc này cũng bị chấn cho liên tục lui về phía sau. Hai người đều lui gần trăm trượng mới dừng lại được. Có điều ngay sau đó, Dương Diệp lại lao tới, sau đó lại một quyền đánh ra. Cứ như vậy,
Hai người hết lần này tới lần khác lui về phía sau, nhưng Dương Diệp lại hết lần này tới lần khác tung người bay tới, sau đó thì quyền đầu đánh ra. Rất nhanh, mọi người phát hiện, nam tử mặc áo trắng không xong rồi, bởi vì một tia đỏ cực kỳ rõ ràng đã chậm rãi lan ra ở dưới mặt nạ của nam tử mặc áo trắng. Dương Diệp có thể kháng cự được lực lượng cường đại dội lại từ băng thuẫn, nhưng nam tử mặc áo trắng lại không chịu được lực chấn cường đại mà hắn khi oanh kích băng thuẫn gây ra. Bởi vậy, dưới sự công kích điên cuồng hết lần này tới lần khác của Dương Diệp, nam tử mặc áo trắng không chỉ hoàn toàn bị áp chế, còn xuất hiện nội thương nghiêm trọng. Lần này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nam tử mặc áo trắng, có điều khi hắn quyền đầu đánh lên băng thuẫn, quyền đầu của hắn đột nhiên thả lỏng, đổi đấm thành vồ, trực tiếp túm lấy băng thuẫn. Nam tử mặc áo trắng hoảng hốt, hắn tất nhiên biết Dương Diệp muốn làm gì, lập tức vội vàng khống chế băng thuẫn, dưới sự khống chế của hắn. Băng thuẫn rung động kịch liệt, đồng thời còn phóng ra vô số dao băng đánh lên người Dương Diệp. Dưới sự oanh kích gần như vậy, Dương Diệp cau mày, bởi vì những lưỡi dao băng này không ngờ có thể khiến hắn cảm thấy đau. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn lại lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì đây là một bảo bối. Dương Diệp quát to một tiếng, tay trái tóm lấy băng thuẫn, tiếp theo hai tay đột nhiên dùng sức giật băng thuẫn lên, sau đó thì trực tiếp ném vào hồng mông tháp. Cũng như ma năng thuẫn. Băng thuẫn này sau khi tiến vào hồng mông tháp thì lập tức triệt để an tĩnh. Không có băng thuẫn đó, không còn bất kỳ trở ngại gì, Dương Diệp đánh thẳng một mạch, một đôi quyền đầu trực tiếp đánh vào bụng nam tử mặc áo trắng. Bùm! Nam tử mặc áo trắng trực tiếp bay ra ngoài, trên không trung, nam tử mặc áo trắng kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi sao có thể làm được vậy, băng thuẫn đó chính là đạo khí bản mạng của ta, lại có băng linh làm khí linh, ngươi sao có thể? Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn, khóe miệng Dương Diệp lộ ra vẻ dữ tợn. Ta không có hứng thú giải thích với người. Dứt lời, chân phải đột nhiên đá vào bụng nam tử mặc áo trắng. Bùm! Nam tử mặc áo trắng lại bay ra ngoài, cuối cùng nện mạnh lên trên vách tường của Thính Tuyết Lâu, cũng giống như ngọc vô song, nam tử mặc áo trắng trực tiếp trở thành một đống thịt nát. Tay phải Dương Diệp vẫy một cái. Từ trong đống thịt nát đó một nạp giới được chế tác từ băng bay ra, sau khi thu hồi nạp giới, Dương Diệp nhìn lướt qua người của Thính Tuyết Lâu, nói. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Khí phách, đối với huyền giả đang đứng xem chung quanh mà nói, Dương Diệp lúc này không nghi ngờ gì nữa là rất khí phách. Giết người của Thính Tuyết Lâu, lại phá hủy tổng bộ của Thính Tuyết Lâu, lại ở trước mặt Thính Tuyết Lâu giết Ngọc Vô Song đứng thứ 10 thánh bảng và người áo trắng. Đối với những người này mà nói, bất kể Dương Man trước mắt này là ai, nói chung kể từ sau ngày hôm nay, tên của hắn sẽ muốn truyền khắp toàn bộ thánh địa. Là thánh địa, chứ không phải thánh đường. Lúc này, người kích động nhất không ai bằng Mạc Linh. Bởi vì Bái Nguyệt Điện từ nay về sau sẽ có thêm một yêu nghiệt siêu cấp. Lúc này trong lòng nàng ta cũng cực kỳ lấy làm may mắn vì lúc trước đã không lùi bước. Ngược lại với Mạc Linh, cung kiếm lúc này có chút hối hận. Lúc trước hắn không xem trọng Dương Diệp lắm, phải nói là không hề coi trọng. Có điều cũng do lúc trước tuy thực lực của Dương Diệp mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ có thể coi là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng hiện tại, cung kiếm lắc đầu, tuy trong lòng cũng lấy làm may mắn vì lúc trước không mời chào được Dương Man, nhưng cũng không trở mặt. Lúc này hắn coi như đã nhìn rõ rồi, người trước mắt này, hoàn toàn chính là một kẻ điên. Thính Tuyết Lâu không có ai đáp lại. Cũng không có ai dám đáp tại lời nói của Dương Diệp. Người đứng thứ 10 thánh bảng, còn cả người áo trắng thần bí và vô cùng cường đại đều bị giết, bọn họ mà lên thì chỉ có chịu chết. Dương Diệp nói, không còn ai nữa à, vậy ta có thể giết từng người một rồi. Người của Thính Tuyết Lâu trong lòng vô cùng hoảng hốt. Việc này thôi dừng ở đây đi. Lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên, tiếp theo một người xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy người này. Mọi người đều biến sắc, bao gồm cả Dương Diệp. Bởi vì người này hắn đã từng gặp, cũng đã từng giao thủ. Tóc bạc, áo đay quần vải, đi chân trần. Minh nữ, đệ nhất thánh bảng. Minh nữ đệ nhất thánh bảng luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mọi người không ngờ, nàng ta lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng này còn là đến giúp Thính Tuyết Lâu. Thính Tuyết Lâu rốt cuộc hà đức hà năng. Không ngờ có thể khiến minh nữ đứng đầu thánh bảng tự mình ra mặt. Vào lúc này, Thính Tuyết Lâu ở trong mắt mọi người càng trở nên thần bí hơn. Dương Diệp cũng không ngờ,
Minh nữ này đột nhiên xuất hiện ở đây. Nữ nhân trước mắt này có thể nói là người mạnh nhất trong hoàng giả cảnh mà hắn từng gặp. Giao thủ với đối phương, nếu không dùng kiếm, hắn một chút phần thắng của không có. Người của Thính Tuyết Lâu làm nhục ngươi và bằng hữu của người trước, về sau lại phải người giết người, là bọn họ sai trước. Nhưng, người hiện giờ đã giết hơn 100 người bọn bọ, cho dù có sai thì cũng trả giá rồi. Cho nên chuyện dừng ở đây đi, ngươi thấy thế nào? Giọng nói của Minh Nữ rất bình thản, không hề có ngữ khí ra lệnh, điều này khiến cho rất nhiều người ở đây cực kỳ bất ngờ. Tuy Dương Diệp thể hiện ra thực lực hất mạnh, rất khủng bố, nhưng không ai cho rằng hắn có thể đối kháng được với Minh Nữ này. Bởi vậy, Minh Nữ dùng loại ngữ khí thương lượng này để đối đãi với Dương Đê Diệp, khiến cho rất nhiều người trong lòng cảm thấy bất ngờ. Dương Diệp nói, ngươi là lâu chủ của Thính Tuyết Lâu. Minh Nữ khẽ lắc đầu, nói, lâu chủ của Thính Tuyết Lâu là người khác, ta hiểu ý ngươi, ta sở dĩ ra mặt, không phải là vì Thính Tuyết Lâu, mà là vì ngươi. Vì ta, Dương Diệp nhướng mày, nói, có ý gì? Minh Nữ nói, ngươi ngày sau sẽ biết, còn nữa, Thính Tuyết Lâu không phải là yếu như ngươi tưởng tượng đâu. Đương nhiên với thực lực của ngươi, ngươi cũng không cần phải sợ. Nhưng nếu ngươi không muốn không ngừng gặp phiền toái ở cổ thánh thành này thì tốt nhất hiện tại dừng tay đi. Vì sao? Dương Diệp có chút tò mò. Minh Nữ nói, ở cổ thánh thành có rất nhiều trưởng lão, cùng với cường giả bán thánh, phần lớn đều xuất thân từ Thính Tuyết Lâu. Hơn nữa giữa rất nhiều thế gia và thế lực có quan hệ rắc rối phức tạp với Thính Tuyết Lâu, thứ cho ta nói thẳng, với thực lực của ngươi thì không diệt được họ đâu, ít nhất thì tạm thời không được. Vì sao nói cho ta biết những điều này? Dương Diệp hiếu kỳ với điểm này nhất. Ngươi sau này sẽ biết. Sau khi Minh Nữ nói xong câu này thì nàng ta đã biến mất tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc một lúc, cuối cùng xoay người rời đi. Hắn không phải bị lời nói của Minh Nữ hăm dọa. Mà là hắn biết rõ, hắn căn bản không thể đổ sát những huyền giả của Thính Tuyết Lâu này trên quy mô lớn, nếu giết tiếp thì khẳng định sẽ có người ra tay ngăn cản. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Đây, nhìn thấy Dương Diệp xoay người rời đi, người của Thính Tuyết Lâu đều thở phào nhẹ nhõm. Mạc Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chuyện nếu ầm ĩ hơn, khẳng định sẽ càng không thể vãn hồi. Theo đám người Dương Diệp rời đi. Nguy cơ của Thính Tuyết Lâu xem như đã tạm thời được giải trừ, về phần Thính Tuyết Lâu có trả thù hay không chỉ có Thính Tuyết Lâu mới biết được. Đồng thời, chuyện Dương Diệp một mình khiêu chiến với cả Thính Tuyết Lâu cũng giống như tốc xoáy, trong nháy mắt đã thổi quét khắp toàn bộ cổ Thánh Thành. Một ngày này, tất cả mọi người đều biết Thánh Thành xuất hiện một thể tu cường đại, Dương Man. Thể tu, chức nghiệp cổ xưa này lại xuất hiện trong mắt mọi người, cũng khiến mọi người kiến thức được một thể tu chân chính khủng bố tới cỡ nào. Đương nhiên, mọi người càng muốn biết cái tên gọi là Dương Man rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bởi vậy vô số thế lực đã bắt đầu điều tra về Dương Diệp. Dương Diệp đi theo Mạc Linh tới tổng bộ của Bái Nguyệt Điện. Tổng bộ của Bái Nguyệt Điện là một tòa cung điện xa hoa, cung điện so với tổng bộ của Thính Tuyết Lâu thì lớn hơn, cũng phồn hoa hơn, hơn nữa thủ vệ cũng xâm nghiêm hơn. Khi tiến vào đại điện của Bái Nguyệt Điện, Dương Diệp liền cảm nhận được mấy chục đạo ý niệm cực kỳ cường hãn quét về phía hắn. Những cường giả này ít nhất cũng đều là hoàng giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Vừa vào đại điện, một nữ tử đã đi ra đón. Nữ tử này khoảng chừng 30 tuổi, mặt như trăng tròn, mày như nước xuân, dáng người đầy đặn, trên người tỏa ra khí tức thành thục mê người. Ngươi chính là Dương Man à? Nữ tử đi đến trước mặt Dương Diệp, cười nói. Dùng sức của một người một mình khiếu chiến toàn bộ Thính Tuyết Lâu còn chạm sát Ngọc Vô Song đứng thứ 10 thánh bảng. Còn cả người áo trắng đó nữa, đúng rồi, người chắc không biết thân phận của người áo trắng đó. Đương nhiên, rất nhiều người có thể cũng không biết, hắn là một trong hai chiến tướng ngoài lâu chủ của Thính Tuyết Lâu, thực lực của hắn cho dù là thiên tài đứng thứ 8, thậm chí là thứ 7 thánh bảng không cũng thể chiến thắng được hắn. Ngươi là? Dương Diệp hỏi. Nữ tử cười cười, nói. Quên không tự giới thiệu, ta tên là Cửu Yến Mị, là phó điện chủ của Bái Nguyệt Điện. Thật có lỗi. Vốn nên là điện chủ tự mình ra tiếp đãi ngươi ngươi, nhưng thật sự không có cách nào khác, điện chủ không ở trong điện, nên đành để ta tới, ngươi sẽ không ghét bỏ người ta chứ? Đương nhiên là không rồi. Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Lúc trước ta đã nói với Mạc Linh, con người ta không thích bị ước thúc, cho nên. Cửu Yến Mị cười nói.
Hiểu rồi, ta rất hiểu ý của ngươi, bởi vì ta cũng không thích bị người khác quản chế và cùng ước thúc. Ở Bái Nguyệt Điện, ngươi sẽ được hưởng thụ tự do. Kỳ thật không chỉ ngươi, thành viên của Bái Nguyệt Điện phần lớn đều là tự do. Chúng ta tụ tập với nhau, mục đích chủ yếu là để không bị ức hiếp, cũng là để có thể đoàn kết cùng đi làm nhiệm vụ. Tóm lại, lo lắng của ngươi hoàn toàn là không cần thiết. Đương nhiên, nếu Bái Nguyệt Điện xuất hiện nguy cơ, hoặc là nói thành viên của Bái Nguyệt Điện có nguy nan, mà ngươi dưới tình huống có thể thì phải xuất thủ tương trợ. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Việc này thì được. Nghe vậy, sắc mặt Cửu Yến Mị trở nên tươi tắn hắn mấy phần, sau đó lấy ra một tấm thẻ màu trắng đưa tới trước mặt Dương Diệp, nói. Đây là thẻ tích phân, bên trong có 5.000 điểm tích phân, sau này mỗi tháng sẽ có 500 điểm tích phân được chuyển vào trong tấm thẻ này. Ô, xem trí nhớ của ta kìa. Quên mất không nói, người sau này chính là một trong ba đại hộ pháp của Bái Nguyệt Điện, địa vị chỉ dưới điện chủ và hai vị phó điện chủ. Nhìn thẻ tích phân trong tay Dương Diệp, trong mắt Mạc Linh ở bên cạnh hiện lên một tia hâm mộ, 5.000 điểm tích phân, nàng ta ít nhất phải làm nhiệm vụ một năm mới có thể có được. Thẻ tích phân. Nghe vậy, Dương Diệp vui lắm không cự tuyệt, tiếp nhận thẻ tích phân trong tay Cửu Yến Mị, sau đó nói. Đa tạ. Hắn sở dĩ đến cổ thánh thành, chính là vì tích phân này. Cửu Yến Mị cười nói. Ngươi thân là hộ pháp của Bái Nguyệt Điện, bởi vậy, ngươi ở trong Bái Nguyệt Điện có phòng riêng của mình, có điều mỗi tháng cần giao ra 50 điểm tích phân. Đương nhiên, ngươi nếu thích sống ở bên ngoài thì cũng được, cái đó tùy ngươi. Có gì nghi hoặc là không hiểu thì có thể hỏi Mạc Linh, chỉ cần không phải chuyện thầm kín của nàng ta thì nàng ta đều sẽ nói với ngươi. Ta còn có việc, không phụng bồi được. Nói xong, Cửu Yến Mị xoay người rời đi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng Cửu Yến Mị, khóe miệng nở một nụ cười, Bái Nguyệt Điện này cũng là ngọa hổ tàng long. Bởi vì trực giác nói với hắn, thực lực của nữ nhân trước mắt này so với người áo trắng lúc trước thì còn mạnh hơn. Đột nhiên, Cửu Yến Mị ngừng lại, xoay người nói. Quên mất chưa nói một việc, bởi vì ngươi giết Ngọc Vô Song, bởi vậy, ngươi hiện tại chính là đứng thứ 10 thánh bảng. Mỗi tháng sẽ được hưởng phúc lợi 2.000 điểm tích phân, còn có thể đổi một số công pháp và huyền kỹ đặc thù, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đủ tích phân. Nói xong, Cửu Yến Mị thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Có vài câu hỏi. Cửu Yến Mị đi rồi, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Vốn cho rằng thực lực của thiên tài trên thánh bảng đều hơn xa Bái Nguyệt Điện và Đao Kiếm Minh, còn cả Thính Tuyết lâu nữa, nhưng hiện tại xem ra, hình như không phải là vậy. Nếu trong ba thế lực lớn này có người thực lực vượt qua thiên tài của thánh bảng, vậy vì sao bọn họ vẫn là cao cao tại thượng? Ngươi có biết Dương Diệp không? Mạc Linh đột nhiên nói. Dương Diệp và Phù Cẩm Tiên hơi ngẩn ra, khóe miệng Dương Diệp có chút run run, nói. Có, sao thế, có liên quan tới hắn à? Mạc Linh gật đầu, nói. Vốn thiên tài trên thánh bảng kỳ thật rất mạnh, không nói mấy vị xếp đầu, chỉ nói Tả Đăng Phong. Nếu hắn vẫn còn sống. Đừng nói Ngọc Vô Song, cho dù là người áo trắng chỉ sợ cũng không thể chiến thắng được hắn. Mấy người xếp trên Tả Đăng Phong, ví dụ như Hà Luyến Kỳ, Vân Khánh Giao, Mạc Diệc Tà, còn có Hạ Hầu Hiên đó. Thực lực của những người này là thật sự rất mạnh, mà trước khi bọn họ chưa ra khỏi thánh địa, hai chữ thánh bảng này thật sự là cao cao tại thượng. Nhưng hiện tại, nói đến đây, Mạc Linh lắc đầu, nói. Hiện tại thiên tài trên thánh bảng không còn được như xưa. Phù Cẩm Tiên nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Bởi vì nàng ta đã minh bạch ý tứ của Mạc Linh, bởi vì Dương Diệp giết nhiều thiên tài trên thánh bảng như vậy, cho nên mới khiến trên thánh bảng trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều chỗ trống, có chỗ trống thì tất nhiên là có người lấp vào, nhưng không có ai giữ bảng. Cho nên, người vào được bảng tất nhiên sẽ đơn giản hơn so với trước kia, cũng tất nhiên sẽ kém hơn trước kia. Tại ta à? Khóe miệng Dương Diệp giật giật, sau đó nói. Đúng rồi, túc trước Cửu Yến Mị nói ta giết Ngọc Vô Song, bởi vậy hiện tại đứng thứ 10 trên thánh bảng chính là ta, sau đó mỗi tháng sẽ có 2.000 điểm tích phân, tới đâu để nhận thế? Mạc Linh nói. Bên trên thẻ tích phân của người có một dãy số, chúng ta gọi là số thẻ, người báo số thẻ tới bộ tích phân của thánh đường, mỗi tháng bọn họ sẽ chủ động gửi vào thẻ tích phân của ngươi. Việc này cứ để ta xử lý thay ngươi. Đa tạ. Dương Diệp cười nói. Mạc Linh nói. Việc nhỏ thôi mà, sau này ở thánh đường có gì không hiểu thì cứ tới hỏi ta.
Lúc trước ngươi đại chiến lâu như vậy, chắc hẳn cũng cần nghỉ ngơi, không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong, Mạc Linh xoay người rời đi. Ta muốn đi gặp bọn tộc trưởng. Phù Cẩm Thiên bỗng nhiên nói. Cẩn thận một chút. Dương Diệp nói. Phù Cẩm Thiên gật đầu, cũng xoay người rời đi. Hai nàng đi rồi, Dương Diệp đi tới trong phòng mà Bái Nguyệt Điện cấp cho hắn. Sau khi đóng cửa lại, Dương Diệp lấy ra hai chiếc nạp giới. Hai chiếc nạp giới này phân biệt là của Ngọc Vô Song và người áo trắng. Trong hai nạp giới có công có huyền kỹ, còn có một số thứ loạn thất bát tao, những thứ này đối với Dương Diệp mà nói, tất nhiên là không thể lọt được vào mắt. Có điều có hai thứ cũng khiến Dương Diệp có chút kinh hỉ, đó chính là thẻ tích phân, Ngọc Vô Song và người áo trắng cũng có một tấm thẻ tích phân, hơn nữa điểm tích phân không hề ít. Ngọc Vô Song có 1.200.000 điểm tích phân, mà người áo trắng thì có 2.300.000 điểm tích phân. Hai cái cộng lại, khoảng chừng 3.500.000 tích phân. Cộng với 5.000 điểm tích phân mà hắn vừa có được, hắn hiện tại có thể đổi một môn huyền kỹ đạo cấp rồi. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là tấm băng thuẫn đó. Khi Dương Diệp lấy băng thuẫn từ trong Hồng Mông Tháp ra, phòng của hắn không ngờ trong nháy mắt bị đóng băng. Cùng lúc đó, một vật nhỏ to bằng nắm đất, màu trắng thuần, hình dạng như nòng nọc từ trong băng thuẫn hiện ra, sau đó dùng tốc độ cực nhanh bay ra ngoài cửa. Băng Linh. Dương Diệp vươn tay ra tóm một cái, Băng Linh lập tức đứng yên tại chỗ, bởi vì không gian chung quanh nó đã có thêm một hàng rào không gian. Ngươi không thể đào tẩu được đâu, ngươi đi rồi, uy lực của băng thuẫn này sẽ giảm mạnh. Dương Diệp trực tiếp bắt lấy Băng Linh đó, sau đó thì cường hành nhét vào trong băng thuẫn đó phản kháng, có điều lại vô dụng. Tuy nó là thiên địa linh vật, nhưng cuối cùng vẫn chưa thật sự hình thành trí tuệ, hơn nữa cho dù hình thành trí tuệ. Hắn cũng không sợ, trừ phi nó có thể trở thành giống như tiểu anh đó. Sau khi Băng Linh bị nhét vào băng thuẫn, Dương Diệp lập tức cảm thấy băng thuẫn này như, sống, lại, giống như người ta có lại linh hồn vậy. Điều này khiến cho Dương Diệp không khỏi trở nên trầm tư, bởi vì hắn lần đầu tiên phát hiện, thì ra thiên địa linh vật còn có tác dụng như vậy. Nói cách khác, cửu U Hàn Phong trong cơ thể hắn cũng có thể như vậy. Cửu U Hàn Phong có thể đề thăng tốc độ, nói cách khác. Nếu bỏ vào trong giày, vậy chẳng phải là có thể khiến tốc độ của mình lại gia tăng thêm mấy lần à? Trên chân hắn hiện tại đi thần toa, nhưng sau khi hắn tấn thăng hoàng giả cảnh, giày này lộ ra có chút vô dụng đối với hắn. Bởi vì tốc độ của bản thân hắn đã hơn xa thần toa này. Nhưng nếu nhét cửu U Hàn Phong vào trong thần toa, vậy sẽ như thế nào? Dương Diệp có chút động lòng, nhưng lại chỉ có thể nghĩ mà thôi, bởi vì không phải hắn muốn dung hợp là có thể dung hợp. Hắn lúc trước sở dĩ có thể dung hợp Băng Linh đó với Băng Thuẫn là vì trên Băng Thuẫn có một điểm dung nhập với Băng Linh, hơn nữa hắn. Còn cảm giác được, thuộc tính của bản thân Băng Linh và Băng Thuẫn phù hợp với nhau, bởi vậy hắn mới có thể dung hợp được. Mà Thần Toa và Cửu U Hàn Phong. Tóm lại, hắn là hữu tâm vô lực, có điều hắn tin rằng, ở cổ thánh thành này khẳng định có người có thể làm được. Tạm thời gác chuyện Thần Toa và Cửu U Hàn Phong sang một bên. Ánh mắt Dương Diệp chiếu lên Băng Linh Thuẫn, không nghi ngờ gì nữa, tác dụng và uy lực của Băng Linh Thuẫn không hề kém Ma Năng Thuẫn, phải nói rằng, mỗi cái có diệu dụng riêng. Ma Năng Thuẫn có thể hấp thu năng lượng công kích, đồng thời có thể dội ngược, mà Băng Thuẫn này thì có thể trực tiếp dội ngược lực lượng công kích của nhục thân. Hơn nữa Băng Thuẫn này bởi vì có Băng Linh, bởi vậy được gia tăng công kích và hiệu quả thuộc tính băng. Đừng xem thường những hiệu quả này, dưới sự bao phủ của hàn khí của Băng Thuẫn. Cho dù là hắn, tốc độ và hành động cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng cũng đủ thấy được sự khủng bố của nó. Nói tóm lại thu hoạch lần này rất không tồi. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu tu dưỡng. Đúng như Mạc Linh trước đó đã nói, lúc trước giao chiến với Ngọc Vô Song và nam tử mặc áo trắng, hắn đã tiêu hao quá nhiều, bởi vậy, hắn trước tiên phải khôi phục trạng thái của mình đến đỉnh phong. Ở thánh đường này, hắn chẳng có một chút cảm giác an toàn nào. Hai ngày sau, Dương Diệp rời khỏi Bái Nguyệt Điện, tới một nơi tên là Huyền Kỹ Các của Thánh Đường. Huyền Kỹ Các này là nơi chứa huyền kỹ của Thánh Đường, bất kỳ ai cũng có thể vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có điểm tích phân. Phí vào cửa đã khiến Dương Diệp tốn 100 điểm tích phân, cái này đối với hắn mà nói thì đương nhiên không là gì cả. Chỉ là hắn lúc này đã hiểu một cách sâu sắc câu nói trước kia của Phù Cẩm Tiên, ở thánh địa, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều cần điểm tích phân. Quả vậy,
không có điểm tích phân thì ở đây ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Huyền kỹ các có 4 lâu, đệ nhất lâu là huyền kỹ địa cấp, toàn bộ là huyền kỹ địa cấp. Trước mỗi một môn ô huyền kỹ đều viết rõ cần bao nhiêu tích phân, chỉ cần có tích phân, lập tức có thể mang đi. Đương nhiên, chỉ là bản dập. Dương Diệp liếc xuống, lập tức khóe miệng giật giật, bởi vì một môn huyền kỹ địa cấp ít nhất cũng cần khoảng 5.000 điểm tích phân. Hắn đột nhiên phát hiện, 35.000 điểm tích phân của hắn hình như không phải là quá nhiều. Không có chút hứng thú nào với huyền kỹ địa cấp, Dương Diệp tiêu phí 200 điểm tích phân trực tiếp đi tới tầng thứ 2. Lúc trước người ở tầng thứ nhất khá ít, nhưng người ở tầng thứ 2 hiện tại thì khá là nhiều. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, không gian của tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất thì to hơn mấy tầng, ước chừng phải dài rộng tới 1.000 trượng. Mà bên trong bầy đầy cái loại tủ ngọc màu đen, ít nhất có hơn vạn cái, mà trên mỗi một tủ ngọc ít nhất có 10 môn huyền kỹ. Nói cách khác, trong tầng thứ 2 này ít nhất có 10 vạn môn huyền kỹ thiên cấp. 10 vạn môn huyền kỹ thiên cấp, đó là khái niệm gì? Tất cả thế lực của cả huyền giả đại lục cộng tại với nhau, không biết có thể tụ tập được 10 vạn môn huyền kỹ thiên cấp hay không. Trong đại sảnh, trừ một số huyền giả ra thì không hề có bất kỳ sự bảo vệ nào, nhưng Dương Diệp lại biết rõ, nơi này không phải không có bảo vệ, mà là bảo vệ cực kỳ xâm nghiêm. Khi hắn vừa tiến vào tầng thứ 2 này, có không dưới 5 đạo ý niệm quét lên người hắn, chủ nhân của những ý niệm này ít nhất cũng là bán thánh. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn tạm thời từ bỏ ý đồ cướp bóc. Dương Diệp nhìn lướt qua một tủ ngọc bên cạnh hắn, bên trên có một môn huyền kỹ thiên cấp, mà phía dưới huyền kỹ viết một dòng chữ nhỏ, 1.500.000 điểm tích phân. 1.500.000. Dương Diệp cảm thấy mình càng lúc càng nghèo. Tầng thứ 2 là huyền kỹ thiên cấp, như vậy tầng thứ 3 chắc chính là huyền kỹ đạo cấp. Lần này, Dương Diệp tiêu phí 500 điểm tích phân mới đến được lầu 3. Lầu 3 ít người hơn, không gian cũng nhỏ hơn, nhưng cũng phải rộng chừng ngần ngàn trượng. Tủ ngọc đặt huyền kỹ cũng có gần ngàn chiếc, nói cách khác, huyền kỳ đạo cấp ở đây ít nhất của hơn vạn. Hơn vạn. Dương Diệp không nhịn được mà dùng mình sợ hãi, đây là khái niệm gì? Hơn vạn môn huyền kỳ đạo cấp. Những cường giả thánh giả 10 vạn năm trước chẳng lẽ chuyển hết huyền kỳ đạo cấp của huyền giả đại lục tới đây à? Lúc này hắn cũng mới hiểu thế hệ trẻ tuổi của thánh địa vì sao hơn xa huyền giả đại lục. Nói đùa à, chỉ bằng vào những tài nguyên này, thánh địa nếu còn không bằng huyền giả đại phục vậy thì nên đâm đầu vào tường mà chết đi cho rồi. Nhìn lướt qua giá niêm yết của huyền kỹ đạo cấp trong những tủ ngọc, Dương Diệp lập tức nheo mắt, bởi vì một quyển huyền kỹ đạo cấp thấp nhất cũng cần hơn 3 vạn điểm tích phân. Nói cách khác, hắn vừa đủ để điểm để đổi lấy một quyển huyền kỹ đạo cấp. Tuy huyền kỹ đạo cấp tốt, nhưng ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía lầu thứ tư, tầng thứ nhất là địa cấp, tầng thứ hai là thiên cấp, tầng thứ ba là đạo cấp, vậy tầng thứ tư là gì? Chẳng lẽ trên đạo cấp còn có tồn tại cấp cao hơn? Mang theo nghi vấn trong lòng, Dương Diệp đi tới tầng thứ tư, lần này, hắn phải bỏ ra 3.000 điểm tích phân. 3.000 điểm. Điều này khiến cho Dương Diệp cũng không nhịn được mà đau lòng. Có điều hắn vẫn lựa chọn lên tầng thứ tư, bởi vì hắn rất hiếu kỳ. Nếu trên đạo cấp còn có cấp cao hơn, vậy đó là tồn tại gì? Không gian tầng thứ tư so với tầng thứ hai và thứ ba thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ trượng không đến 10 trượng. Tủ ngọc cũng chỉ có không đến 3 tủ, hơn nữa trên mỗi một tủ cũng chỉ có 5 quyển trục. Tầng thứ tư chỉ có 2 người, một nam một nữ. Khi Dương Diệp đi tới tầng thứ tư, ánh mắt hai người lập tức chuyển rời sang Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc và tò mò. Dương Diệp cũng nhìn về phía hai người, nam khoảng 20 tuổi, mi thanh mục tú, hai mắt có thần, mặc một bộ trường bào màu vàng tím, tóc dài ngang vai, trên người tỏa ra khí tức nho nhã. Nữ thì không nhìn rõ bộ dạng, bởi vì trên mặt nàng ta đeo một chiếc cái khăn che mặt màu trắng. Theo lý mà nói thì một chiếc khăn che mặt vốn không thể che được mắt Dương Diệp, nhưng vấn đề là, chiếc cái khăn che mặt lại cản được ánh mắt hắn. Bởi vậy khi Dương Diệp nhìn về phía khuôn mặt của nữ tử, trừ cặp mắt lạnh như băng kia thì còn lại chỉ là một mảng mông lung. Đáng để nhắc tới là ngực trái của nam tử áo tím theo một đồ án đao kiếm giao nhau, mà ngực trái của nữ tử cũng có một đồ án này cũng không xa lạ gì với Dương Diệp, bởi vì ngực trái hắn lúc này cũng thêu đồ án này. Nữ tử trước mắt này là người của Bái Nguyệt Điện, mà ánh mắt của nữ tử cũng dừng ở trên ngực trái của Dương Diệp, khi nhìn thấy dấu hiệu trên đó, trong mắt nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc. Bái Nguyệt Điện.
giọng nói rất nhẹ nhàng, giống như gió xuân. Dương Diệp gật đầu, sau đó đi tới trước mặt hai người. Lúc này nữ tử đó lại nói. Vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Dương Diệp cười nói. Ta vừa mới gia nhập, ngươi chưa gặp ta cũng là rất bình thường. Thì ra là thế. Nữ tử gật đầu, lại nói. Ngươi mới là hoàng giả cảnh nhị phẩm, huyền kỹ nơi này không thích hợp để ngươi tu luyện. Còn nữa, điểm tích phân để có được huyền kỹ ở nơi này chắc ngươi cũng không thể trả nổi đâu. Ta chỉ là tò mò chút mà thôi. Dương Diệp cười cười, nói. Ngươi hỏi ta hai vấn đề, ta cũng muốn thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề, không sao chứ? Nghe vậy, nữ tử hơi ngẩn ra, mà nam tử áo tím ở bên cạnh thì khóe miệng phát ra một nụ cười quỷ dị, bộ dạng như là đang xem kịch vui. Nữ tử hơi trầm ngâm, sau đó nói. Ngươi hỏi đi. Dương Diệp nói. Tầng thứ nhất là huyền kỹ địa cấp, tầng thứ hai là huyền kỹ thiên cấp. Tầng thứ ba là đạo cấp, vậy tầng thứ tư này là gì? Hắn lúc trước đã nhìn lướt qua những thủ ngọc, nhưng đáng tiếc, bên trên đều bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, hắn căn bản không thể nhìn rõ. Tầng thứ tư hà tất nhiên là tiên kỹ. Người lên tiếng không phải là nữ tử, mà là nam tử áo tím. Người không biết tiên cấp cũng là chuyện bình thường, bởi vì người bình thường, cho dù là mấy tên gia hỏa trên thánh bảng cũng không có được huyền kỹ tiên cấp. Không chỉ bọn họ. Cho dù là một số trưởng lão bán thánh cũng khó có thể có được. Bởi vì rất khó có được vậy nên thế nhân phần lớn đều chỉ biết đến đạo cấp. Tiên cấp ư. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Hắn không ngờ trên đạo cấp còn có tiên cấp. Đương nhiên, hắn càng không ngờ là thánh đường ở không ngờ có nhiều tiên kỹ như vậy. Thực lực chân chính của thánh đường rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Người quả thật không nên tới đây. Nam tử áo tím bỗng nhiên nói. Cảnh giới của ngươi quá thấp. Cho dù có được tiên kỹ thì cũng không thể tu luyện. Đừng nói ngươi, cho dù là một số bán thánh chỉ sợ cũng khó có thể tu luyện thành công. Vậy chẳng phải những thứ này trở thành vật trang trí à? Dương Diệp cười nói. Nam tử áo tím lắc đầu, nói. Có một người tu luyện thành công, mà nàng ta mới chỉ là tôn giả cảnh. Ai thế? Tên biến thái đứng đầu thánh bảng. Khóe miệng nam tử áo tím lộ ra vẻ chua chát, nói. Toàn bộ thánh địa, dưới bán thánh tu luyện thành công tiên cấp chỉ có nàng ta, hơn nữa còn không chỉ một môn. Minh nữ. Vẻ khiếp sợ trong mắt Dương Diệp vơi đi một chút, vì nếu là nữ nhân này thì cũng bình thường. Tình độ yêu nghiệt của đối phương, từ trên trình độ nào đó mà nói thì còn khủng bố hơn An Nam Tĩnh. Các ngươi cũng không thể tu luyện, vậy thì các ngươi tới đây làm gì? Dương Diệp lại hỏi. Chờ người. Nam tử nói. Minh nữ. Nữ tử nói. C. Dương Diệp nói. Các ngươi trực tiếp khiêu chiến nàng ta là được mà. Khóe miệng nam tử áo tím giật giật, sau đó cười khổ, nói. Thế thì sẽ bị đánh cho tàn phế. Nhưng lại không chết. Dương Diệp nói. Khóe miệng nam tử áo tím lại giật giật, hắn chỉ vào Dương Diệp, sau đó nói. Ê, cứ giả vỡ mãi cũng không vui đâu. Giả vờ cái gì? Dương Diệp nhíu mày. Nam tử áo tím chỉ vào nữ tử, nói. Ngươi không biết nàng ta thì có thể hiểu được, dù sao nàng ta cũng luôn là xuất quỷ nhập thần. Nhưng, nói xong, hắn chỉ vào mặt mình, nói. Ngươi đừng nói là ngay cả ta ngươi cũng không biết. Dương Diệp nhìn kỹ nam tử áo tím, sau đó nói. Ta quả thật không biết ngươi. Tức chết ta mà. Nam tử áo tím chỉ vào Dương Diệp, tức tới môi run run. Ngươi không ngờ ngay cả tần điệt ta cũng không nhận ra, ngươi là từ trong tảng đá chui ra à? Thanh Phong, ngươi đừng có cản ta muốn đơn đấu với hắn. Nàng ta tới rồi. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói. Tần điệt trong nháy mắt trở nên an tĩnh, khôi phục bộ dạng bình tĩnh lúc trước. Dương Diệp xoay người lại nhìn, một nữ tử không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây. Tóc trắng, áo đay váy vải, chân trần. Chính là Minh Nữ. Minh nữ. Người tới chính là yêu nghiệt siêu cấp đứng đầu thánh bảng, Minh nữ. Khi nhìn thấy Minh nữ, ba người Dương Diệp sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Với thực lực của bọn họ, chung quanh cho dù xuất hiện một con kiến bọn họ cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Nhưng khi Minh nữ xuất hiện, bọn họ lại không phát hiện. Khủng bố nhất vẫn là lúc này cho dù là Minh nữ đã đứng trước mặt bọn họ vẫn không cảm nhận được khí tức của nàng ta, giống như trước mắt căn bản không có người này.
Hai mắt Minh Nữ đen nhánh, bởi vậy, người khác căn bản không nhìn thấy sắc thái bên trong. Nhưng lúc này nam tử áo tím và nữ tử đều có thể cảm giác được, ánh mắt của Minh Nữ khi đang dùng. Trên người người thoạt nhìn thì cực kỳ bình thường đang đứng bên cạnh họ. Điều này khiến cho hai người hơi có chút bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn là, Minh Nữ khẽ gật đầu với Dương Diệp. Đây là đang chào hỏi. Nam tử áo tím và nữ tử mắt trợn tròn. Thấy Minh Nữ chào hỏi, Dương Diệp hơi ngẩn ra, hắn không ngờ nữ nhân này lại chào hỏi hắn, tuy không rõ đối phương vì sao lại làm vậy, nhưng hắn cũng gật đầu. Người kính ta, là ta cũng kính ngươi. Thân hình Minh Nữ bay lên, nháy mắt đã nếu trước một tủ ngọc ở chính giữa. Lúc này trước tủ ngọc đột nhiên xuất hiện một quầng sáng màu lam. Dương Diệp phát hiện, khi quầng sáng màu lam này xuất hiện, thân thể nam tử áo tím và nữ tử ở bên cạnh lập tức căng cứng, hai mắt nhìn chằm chằm vào quầng sáng này. Dương Diệp có chút tò mò, cũng nhìn về phía quầng sáng. Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, ngọc thủ của Minh Nữ khẽ nâng lên, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái lên quầng sáng. Ong! Quầng sáng run lên, nứt ra vô số vết nứt nhỏ như tơ nhện. Tay Minh Nữ lại vạch một cái. Rắc! Lần này vết nứt trên quầng sáng mở rộng, toàn bộ quầng sáng vỡ thành những mảnh nhỏ. Mà lúc này tay Minh Nữ lại động. Trong ánh mắt của ba người, quầng sáng vỡ ra, hóa thành vô số những điểm sáng màu lam rơi xuống. Nam tử áo tím và nữ tử nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện ra vẻ chua chát và bất lực. Sau khi quầng sáng vỡ tan, Minh Nữ lấy ra một tấm thẻ tích phân nhẹ nhàng quẹt lên đỉnh tủ ngọc, tiếp theo một quyển trục màu đen xuất hiện trong tay nàng ta. Dương Diệp lúc này rất khiếp sợ vô cùng, cái hắn khiếp sợ không phải là Minh Nữ đánh phá quầng sáng đó, mà là vì hắn vừa rồi đã nhìn thấy giá niêm yết của quyển trục màu đen đó. 20 vạn điểm tích phân. 20 vạn điểm tích phân, đây là khái niệm gì? Đây là gấp mấy lần đạo kỹ. Tiên kỹ này khủng bố vậy à? Dương Diệp càng lúc càng tò mò đối với tiên kỹ, hắn hiện tại đang luyện nhân kiếm trong tam tuyệt kiếm, không biết nó tính là đạo kỹ hay là tiên kỹ, sở dĩ không biết, chủ yếu là bởi vì hắn chưa bao giờ thấy tiên kỹ. Tuy lúc trước đã giao thủ với Minh Nữ, nhưng hai bên đều không nghiêm túc. Bởi vậy tuy Minh Nữ biết tiên kỹ, nhưng hắn cũng chưa được thấy. Minh Nữ nhìn thoáng qua quyển trục, sau đó thu lại, xoay người bước xuống cầu thang. Khi đi đến cửa cầu thang, nàng ta đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn Dương Diệp, nói. Ta nhận một nhiệm vụ này có chút khó khăn, nhưng phần thưởng cũng không tệ, làm xong được thưởng 40 vạn điểm tích phân, người có hứng thú không? Tần Điệt và nữ tử tên là Thanh Phong trong nháy mắt như hóa đá. Bọn họ không ngờ người đứng đầu thánh bảng tại mời tên ra hỏa tướng mạo xấu xí ở trước mặt họ đây cũng làm nhiệm vụ. Trời ơi, đây là Minh Nữ. Minh Nữ xếp đầu thánh bảng đó. Tần Điệt và nữ tử sở dĩ khiếp sợ, chủ yếu là bởi vì bọn họ chưa bao giờ từng nghe nói Minh Nữ khi đi làm nhiệm vụ lại dẫn theo người khác, bởi vì bình thường đều là tự nàng ta giải quyết. Mà hiện tại, nàng ta không ngờ lại mời người. Ánh mắt của hai người dừng ở trên người Dương Diệp, hai người nhìn chằm chằm Dương Diệp, giống như muốn nhìn thấu hắn vậy. Dương Diệp cũng có chút bất ngờ, hắn cũng không ngờ Minh Nữ này lại mời hắn làm nhiệm vụ. Lúc này Dương Diệp cũng cảm thấy có chút không đúng, bởi vì từ khi gặp Minh Nữ, cảm giác Minh Nữ mang tới cho hắn là nàng ta giống như biết hắn. Cảm giác này có chút hoang đường, bởi vì nếu Minh Nữ nhận ra hắn thì chắc hắn đã sớm bị người của Thánh Đường tiêu diệt rồi. Đây cũng nguyên nhân chủ yếu khiến Dương Diệp nghi hoặc, đối phương không nhận ra mình, vậy vì sao mấy lần đều tỏ ý tốt với mình? Chẳng lẽ là bởi vì thực lực mình lúc trước thể hiện ra đã kinh động tới đối phương? Điều này hiển nhiên là không thể. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp nói. Ta được chia bao nhiêu? Tuy không biết đối phương vì sao lại làm vậy, nhưng hắn vẫn quyết định đi làm nhiệm vụ gì đó cùng đối phương. Một là hắn lúc này rất cần điểm tích phân, hơn nữa còn cần rất nhiều, bởi vì muốn đi vào Tuấn Ngục Tháp, ít nhất cũng cần 10 vạn điểm tích phân. Thứ hai là hắn cũng muốn tiếp cận Minh Nữ này một chút, xem thử thực lực chân chính của đối phương. Dựa vào thực lực của bản thân ngươi. Minh Nữ nói. Ba ngày sau ta sẽ tới tìm ngươi. Nói xong Minh Nữ biến mất tại chỗ. Ngươi là ai? Minh Nữ đi rồi, Tần Điệt đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn chằm chằm Dương Diệp, nói. Minh Nữ trước giờ không thích giao lưu với người khác, cho dù là tên mù đứng thứ hai thánh bảng nàng ta cũng rất ít tiếp xúc.
mà nàng ta không ngờ lại chủ động mời ngươi, nói đi, ngươi có phải là lòng thòng gì với nàng ta hay không? Ngươi có tin ta nói lại những lời này với nàng ta không? Dương Diệp nói, sắc mặt Tần Điệt trong nháy mắt trở nên nên khổ sở, lập tức cười bẽn lẽn. Nói đùa thôi mà, đùa chút thôi, tuy người trông không tính là xấu, nhưng minh nữ bất kể là như thế nào cũng không thể nhìn chúng ngươi được. Thấy sắc mặt Dương Diệp có chút bất thiện, Tần Điệt vội vàng nghiêm mặt nói. Nói đi lão huynh, ngươi rốt cuộc là ai? Đừng nói với ta ngươi chỉ một người qua đường nhé, đó là vũ nhục chỉ số thông minh của ta đó. Dương Man. Dương Diệp nói. Về phần minh nữ vì sao tìm ta, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, lần sau gặp nhất định sẽ hỏi. Ngươi chính là Dương Man. Tần Điệt cả kinh nói. Dương Man đánh tới tổng bộ Thính Tuyết Lâu, giết chết Ngọc Vô Song, còn cả phó điện chủ áo bào trắng của Thính Tuyết Lâu. Lúc này trong mắt nữ tử bên cạnh cũng mang theo một tia khiếp sợ và tò mò, mắt không ngừng quan sát đánh giá Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Ngươi tiêu rồi. Tần Điệt cười hắc hắc, nói. Lâu chủ lâu Ngọc Tiêu của Thính Tuyết Lâu nhiều nhất là 2 ngày nữa sẽ từ U Minh Hải trở về, hắc hắc, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ đến tìm ngươi. Biết lâu Ngọc Tiêu không? Ngươi khẳng định là không biết rồi. Hắn á, bề ngoài thì nhã nhặn lịch sự, nhưng bên trong là một tên điên siêu cấp, ngươi giết nhiều người của Thính Tuyết Lâu hắn như vậy, lại ở trước mặt mọi người dẫm lên mặt Thính Tuyết Lâu, hắn khẳng định sẽ không chết không ngừng với ngươi. Nói đến đây, Tần Điệt dùng một chút rồi lại nói. Có điều ngươi cũng đừng lo, trên đời này vẫn có người không sợ lâu Ngọc Tiêu hắn, ví dụ như ta. Thế này đi, ngươi tới đao kiếm minh của ta, chỗ lâu Ngọc Tiêu ta sẽ dẹp yên giúp ngươi. Thế nào? Tần Điệt. Lúc này, nữ tử đột nhiên lạnh lùng nói. Ở ngay trước mặt ta cướp người của Bái Nguyệt Điện ta, có phải có chút quá đáng hay không? Nghe vậy, mặt Tần Điệt giật giật, sau đó nhún vai, nói. Thanh Phong, ta chỉ là giúp người thôi mà. Ngươi cũng không phải không biết tên gia hỏa lâu Ngọc Tiêu đó là loại mặt hàng gì, chọc cho hắn tức giận thì hắn sẽ sống chết với Bái Nguyệt Điện người đó. Mục Thanh Phong ta sợ hắn chắc. Thanh Phong lạnh lùng liếc Tần Điệt, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi đã là người của Bái Nguyệt Điện ta, chuyện có lớn tới mấy ta cũng gánh thay ngươi. Ngươi là điện chủ của Bái Nguyệt Điện. Dương Diệp không ngốc, nghe thấy hai người nói chuyện. Hắn lúc này cũng mơ hồ đoán được thân phận của hai người này. Nữ nhân trước mắt này hẳn là điện chủ của Bái Nguyệt Điện, về phần nam tử tên là Tần Điệt chắc là minh chủ của Đao Kiếm Minh. Ngươi đoán đúng rồi. Tần Điệt cười nói. Vị ở trước mặt ngươi đây chính là điện chủ Bái Nguyệt Điện Mục Thanh Phong, độc nhất vô nhị, khuynh quốc khuynh thành. Mà ta thì chính là minh chủ Đao Kiếm Minh Tần Điệt, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, người thấy người yêu, hoa gặp hoa nở, ngoại hiệu, tình thú. Cầm thú á. Dương Diệp có chút kinh ngạc. Là tình thú. Tần Điệt mặt tối sầm, nói. Tình thú đó, người rõ chưa? Yêu thú đặc biệt khiến người ta yêu thích, nổi danh là đa tình, bác ái, có biết không? Ta cảm thấy, cầm thú thì hợp với người hơn. Dương Diệp rất nghiêm túc nói. Tiểu tử, nào đơn đấu đi, ta muốn đánh với người. Tần Điệt giận dữ, nói xong thật sự chuẩn bị kéo Dương Diệp ra ngoài đánh một trận. Đủ rồi. Lúc này, Mục Thanh Phong đột nhiên quát khẽ, nàng ta nhìn Tần Điệt với vẻ bất mãn, Tần Điệt bĩu môi, không nói tới chuyện đơn đấu nữa. Mục Thanh Phong nhìn về phía Dương Diệp nói. Chúng ta phải đi rồi, ngươi thì sao? Dương Diệp nói. Lúc trước các ngươi ở đây chờ minh nữ là để xem nàng ta đánh phá quầng sáng màu xanh lam đấy à? Mục Thanh Phong gật đầu, nói. Ngươi đừng xem thường quầng sáng xanh lam này. Bên trong nó ẩn chứa lực lượng pháp tắc, người bình thường căn bản không thể phá vỡ được. Mấy tháng trước, cho dù là minh nữ, cũng mất gần một ngày mới phá được nó. Nhưng hiện tại, nói đến đây, ánh mắt Mục Thanh Phong lộ ra vẻ chua chát, nói. Nàng ta không ngờ chỉ dùng 3 chiêu đã phá được, tốc độ trưởng thành của nàng ta thật sự là quá mức khủng bố. Các ngươi thì sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Các ngươi cần dùng bao nhiêu chiêu? Nghe vậy. Ánh mắt Thanh Phong né tránh, không nói gì, mà Tần Điệt thì sắc mặt có chút khó coi, môi hắn run run, sau đó nói. Không nói chuyện này nữa, không nói chuyện này nữa, chúng ta sau này gặp lại. Dương Diệp. Mục Thanh Phong nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Mấy ngày nữa lâu Ngọc Tiêu sẽ trở về,
đến lúc đó đừng ra khỏi Bái Nguyệt Điện, người hiện tại không thể đối phó được hắn đâu. Nói xong, thân hình của Mục Thanh Phong cũng lóe lên rồi biến mất ở cửa thang gác. Hai người đi rồi, Dương Diệp đi tới trước một tủ ngọc, lập tức, một luồng sáng hiện lên chắn trước mặt hắn. Tay phải Dương Diệp nắm chặt thành quyền, sau đó đột nhiên đánh ra. Bùm! Quầng sáng run rẩy kịch liệt, hiện ra một vết nứt. Dương Diệp lại đột nhiên ra quyền, trong nháy mắt đánh liền hơn 50 quyền. Ầm! Một khắc nào đó, quầng sáng ầm ầm vỡ vụn. Đó quầng sáng vỡ vụn đó, Dương Diệp thấp giọng nói. Cũng đâu có khó lắm. Dương Diệp không nhìn tiên cấp bên trong, bởi vì không có điểm tích phân, xem cũng vô ích. Hắn trực tiếp rời khỏi huyền kỹ các, nhưng khi hắn vừa ra khỏi cửa huyền kỹ các thì đã bị mấy tên nam tử chặn lại. Nam tử cầm đầu đi đến trước mặt Dương Diệp, quan sát Dương Diệp một lúc, sau đó lạnh lùng nói. Ngươi chính là Dương Man đó à? Phù Cẩm Tiên đang ở trong tay chúng ta, muốn nàng ta sống thì đi theo chúng ta. Một bàn tay trực tiếp chộp vào yết hầu của nam tử vừa lên tiếng, Dương Diệp nhìn nam tử sắc mặt đang trắng bệch, nói. Uy hiếp ta à? Nói xong, thủ đột nhiên dùng sức. Rắc rắc. Cổ nam tử trực tiếp bị vặn gãy, không còn hơi thở. Chết không nhắm mắt. Cho dù cổ đã bị vặn gãy, mắt nam tử vẫn trợn to, cho tới lúc chết hắn vẫn không tin, hắn vừa chỉ nói có một câu mà đã bị vặn gãy. Cổ. Mấy người đi theo nam tử lúc này hai mắt cũng trợn trừng, ngoài vẻ khiếp sợ trong mắt ra thì phần lớn là kinh hoàng. Chỉ vì một câu nói. Sau đó thì người của bọn họ đã chết. Đối với Dương Diệp mà nói, chuyện hắn không thích nhất chính là bị uy hiếp, nếu thực lực không đủ thì cũng thôi, nhưng dưới tình huống có năng lực, ai dám uy hiếp hắn, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Hắn biết, những người này trước mắt này đã bắt Phù Cẩm Tiên đi, sau đó thì tới tìm hắn, mục tiêu khẳng định là hắn, tuy không biết đối phương có mục đích gì, nhưng đối với hắn mà nói, hắn không thích chơi ngâm. Người ngay từ đầu đã tính kế ta. Như vậy rất xin lỗi, ngươi chính là kẻ địch của ta, phương thức đối đãi với kẻ địch chính là có thể giết ai thì giết kẻ đó. Không phải muốn ta đi cùng các ngươi sao? Dẫn đường. Dương Diệp nhìn lướt qua mấy người còn lại, ánh mắt lạnh lùng, khiến người thân thể mấy người không khỏi run rẩy. Mấy người giống như muốn nói những lời hung dữ, nhưng khi nhìn Dương Diệp thì miệng không làm sao há ra được, cuối cùng chỉ có thể im lặng dẫn đường. Dương Man. Lúc này. Ở bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh âm, Dương Diệp dừng chân, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Mạc Linh đang đi về phía hắn. Mạc Linh nhìn mấy người Dương Diệp, lại nhìn thấy thi thể ở dưới đất, lập tức nhướng mày. Bọn họ bắt Phù Cẩm Tiên, mà mục tiêu là ta, các ngươi đây là. Dương Diệp nói. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Linh lập tức xuống, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, Phù Cẩm Tiên nói như thế nào cũng là người của Bái Nguyệt Điện. Đối phương dám bắt người của Bái Nguyệt Điện, đây là không coi Bái Nguyệt Điện vào đâu. Nhận thấy được sát ý trong mắt Mạc Linh, mấy người biến sắc, một người trong đó vội vàng nói. Mạc Linh tiểu thư, hiểu lầm, là hiểu lầm, thiếu gia của chúng ta không bắt Phù tiểu thư, chỉ là mời Phù tiểu thư đến phủ làm khách mà thôi, mà cũng giống như Dương Quang đã chết vậy, chúng ta chỉ đến mời hắn chứ không phải tới bắt hắn, chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Thiếu gia của các ngươi là ai? Mạc Linh nói. Man Hy. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Linh đột nhiên biến đổi, sau đó nói. Đi, Phù Cẩm Tiên gặp nguy hiểm rồi. Nói xong thân hình khẽ động, bay vút về phía xa. Thấy thế, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, chân phải đột nhiên dậm mạnh xuống đất, cả người bắn đi, đuổi theo Mạc Linh. Rất nhanh, hai người tới trước một tòa phủ đệ. Mạc Linh vừa định vào cửa thì đột nhiên nàng ta dừng bước, do dự một thoáng, sau đó nói. Dương Man, lát nữa bất kể phát sinh chuyện gì ngươi cũng phải bình tĩnh một chút, việc này không chỉ là chuyện giữa ngươi và Phù Cẩm Tiên, cũng là chuyện của Bái Nguyệt Điện chúng ta. Cho nên cứ để đó cho ta giải quyết, được không? Người mà vô sự thì tất cả sẽ dễ nói thôi. Sắc mặt Dương Diệp có chút âm trầm, giữa cùng hắn và Phù Cẩm Tiên kỳ thật cũng không có cảm tình sâu đậm gì. Thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không được tính. Nhưng nói như thế nào thì Phù Cẩm Tiên cũng là tới cổ thánh thành cùng hắn. Hơn nữa lúc trước nếu không phải nàng ta truyền âm báo cho hắn tộc trưởng của hỏa linh tộc muốn bày trận đối phó hắn, vậy thì tình cảnh của hắn lúc đó khẳng định cực kỳ bị động, thậm chí có khả năng sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Và lại,
mục đích đối phương bắt Phù Cẩm Tiên đi là hắn. Nói cách khác, đối phương nhằm vào hắn mà đến, còn Phù Cẩm Tiên chỉ là bị liên lụy mà thôi. Thấy Dương Diệp nói vậy, Mạc Linh khẽ thở dài, sau đó tay phải vung lên, một đạo kình phong thổi ra, trực tiếp chấn vỡ cửa lớn. Tách tách tách, vừa vào cửa, tiếng roi quất lên người truyền vào tai hai người Dương Diệp, khiến cho sắc mặt của hai người càng trở nên âm trầm hơn. Đồ đê tiện, khi thiếu gia coi trọng người chính tà phúc khí tu luyện 10 đời của ngươi, ngươi không ngờ còn dám cự tuyệt. Phù Cẩm Tiên, ngươi giả vờ cái gì? Ngươi trước kia không phải mỗi ngày thay một nam nhân sao? Sao, giờ muốn hoàn lương à? Trong một gian đại sảnh, một nữ tử yêu mị mặc váy đỏ tay cầm một cây trường tiên màu đen, đang cười lạnh nhìn Phù Cẩm Tiên ở trước mặt nàng ta. Lúc này tứ chi Phù Cẩm Tiên bị ghim xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng, thê thảm hơn là trên người nàng ta đã có chi chít những vết máu, đó là do roi đánh tạo thành. Ở bên cạnh, một nam tử mình trần đang ngồi, trên người nam tử khắc vô số đạo phù văn màu vàng kỳ dị. Mà ở phía sau nam tử một lão già đang đứng, lão già hai mắt khép hờ, giống như đang ngủ. Bốp! Roi trong tay nữ tử váy đỏ lại đánh xuống người Phù Cẩm Tiên, lập tức một vòi máu bắn ra, nụ cười trên mặt nữ tử váy đỏ lại rực rỡ hơn. Nữ nhân mà, sinh ra không phải để ngủ cùng nam nhân sao? Và lại ngươi vốn không biết đã bị bao nhiêu nam nhân ngủ cùng rồi, ngủ thêm với một người thì có sao? Khi thiếu gia chịu chơi ngươi, đây là sự vinh hạnh của ngươi. Đáng tiếc ngươi lại không biết quý trọng. Nói xong, roi trong tay nữ tử lại quất xuống. Có điều roi không hạ xuống người Phù Cẩm Tiên mà bị một bàn tay túm lấy. Lúc này, lão già đó đã mở mắt, mà khóe miệng thanh niên đó cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Khi nhìn thấy Phù Cẩm Tiên, trong đầu Mạc Linh lập tức trống rỗng, thầm nghĩ xong rồi. Lúc này Phù Cẩm Tiên chưa chết, nhưng cũng đã gần như vậy rồi, quần áo vốn là màu tím lúc này đã biến thành màu máu. Quan trọng nhất trên mặt nàng ta, lúc này trên mặt nàng ta toàn là những vết roi, có thể nói căn bản đã không thể nhìn rõ bộ dạng vốn có của nàng ta. Nhìn Phù Cẩm Tiên một lúc, Dương Diệp hít sâu một hơi, vươn tay ra đặt lên bụng Phù Cẩm Tiên, huyền khí màu tím chậm rãi rót vào trong cơ thể Phù Cẩm Tiên. Một lúc sau, Phù Cẩm Tiên đã tốt hơn một chút, nàng ta chậm rãi mở mắt, nhìn Dương Diệp, thấp giọng nói. Xin lỗi, lại làm liên lụy tới ngươi rồi. Dương Diệp lắc đầu, nói. Là ta liên lụy ngươi. Đừng động thủ, cho dù là vì bản thân người, được không? Trong giọng nói yếu ớt của Phù Cẩm Tiên mang theo vẻ cầu xin. Nàng ta hiểu rất rõ, nếu Dương Diệp lúc này động thủ, nếu không bại lộ thực lực chân chính thì khẳng định sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Bởi vì nơi này có cường giả bán thánh, mà nếu hắn không để lộ thực lực chân chính thì căn bản không thể chiến thắng được cường giả bán thánh. Yên tâm. Ta sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc đâu. Dương Diệp ôm lấy Phù Cẩm Tiên, sau đó đưa đến trước mặt Mạc Linh, nói. Mang nàng ta đi trước đi. Mạc Linh đỡ lấy Phù Cẩm Tiên, sau đó nói. Dương Man, việc này cần bàn bạc cho kỹ. Trong sân có một vị bán thánh, nhưng nàng ta hiểu rõ. Bán thánh của Man Phủ không chỉ có một vị. Người chính là Dương Man. Lúc này, thanh niên đó bỗng nhiên nói. Nghe nói người dựa vào lực lượng và phòng ngự của nhục thân để giết Ngọc Vô Song và phó điện chủ áo bào trắng, ta rất hiếu kỳ về ngươi, bởi vì ta cũng là một thể tu, phải nói rằng, Man gia ta nhiều đời đều là thể tu. Bởi vì tò mò, cho nên ta mời ngươi đến. Về phần bằng hữu này của ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta vốn chỉ muốn chơi đùa với nàng ta, dù sao tư sắc của nàng ta cũng không tệ lắm, nhưng nàng ta không ngờ lại phản kháng, còn muốn khiến ta đoạn tử tuyệt tôn, biết sao được. Chỉ đành phải trừng phạt nàng ta thôi. Man Hy, Phù Cẩm Tiên là người của Bái Nguyệt Điện. Mạc Linh trầm giọng nói. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là đang tuyên chiến với Bái Nguyệt Điện ta sao? Nhà đầu, đừng lấy Bái Nguyệt Điện ra dọa người khác. Lúc này, lão già phía sau Man Hy bỗng nhiên nói. Chỉ là tổ chức trẻ con mà thôi, thật sự cho rằng Bái Nguyệt Điện lợi hại lắm à? Nếu không phải nể mặt một số trưởng lão của Thánh Đường, Bái Nguyệt Điện này chỉ trong nháy mắt là bị diệt. Ngươi, Mạc Linh sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể phản bác. So sánh với những thế gia này, Bái Nguyệt Điện quả thật yếu hơn, bởi vì Bái Nguyệt Điện chẳng qua là một tổ chức do những người thuộc thế hệ trẻ tuổi tạo thành, mà những thế gia này lại đã truyền thừa mấy vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm. Mang nàng ta đi trước đi. Dương Diệp bỗng nhiên nói.
nếu đã tới rồi thì không dễ đi vậy đâu. Người lên tiếng là nữ tử váy đỏ, tay nàng ta giật một cái, muốn rút roi về, nhưng lại kinh hãi phát hiện, roi của nàng ta giống như bị một ngọn núi lớn đè lên, không chỉ không rút được, ngược lại suýt chút nữa khiến nàng ta vồ tới. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử váy đỏ, nữ tử hoảng hốt, đang định tránh đi thì một bàn tay đã túm lấy cổ nàng ta. Ngươi làm gì thế, mau thả ta ra, bằng không Hy thiếu gia sẽ băm xác ngươi thành vạn mảnh đó. Nữ tử nhìn chằm chằm Dương Diệp với vẻ oán độc, trong mắt lại không hề e ngại, hiển nhiên là không hề sợ hãi. Thả họ đi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tay Dương Diệp nắm cổ nữ tử váy đỏ, nhưng lại là nói với Man. Hy, ta không thích bị uy hiếp. Man Hy nhìn Dương Diệp, bình tĩnh nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó tay đột nhiên dùng sức. Rắc, đầu nữ tử váy đỏ lập tức bị vặn xuống, một vòi máu tươi phun ra. Dương Diệp thuận tay ném cái đầu sang một bên, sau đó nói. Kỳ thật ngươi có ý kiến hay không thì ta cũng vẫn giết hả? Thanh niên chậm rãi đứng lên, nói. Ngươi muốn chết hả? Man gia từ lúc nào trở nên bá đạo như vậy thế? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, tiếp theo, Mục Thanh Phong và hai lão già đi vào đại sảnh. Thanh niên nhìn lướt qua Mục Thanh Phong và hai người phía sau nàng ta, sau đó cười nói. Ái chà, hai vị bán thánh, ta sợ quá, các ngươi đừng giết ta nhé. Theo thanh âm của thanh niên vừa dứt, trong sân lại xuất hiện ba lão già. Bốn vị bán thánh. Các ngươi xem, chúng ta hiện tại có bốn vị bán thánh, các ngươi chỉ có hai vị. Cho nên, các ngươi toàn bộ ở lại đi, đặc biệt là Mục Thanh Phong ngươi, nói thật ta con mẹ nó muốn chơi ngươi lâu lắm rồi. Thần sắc Man Hy lộ ra vẻ điên cuồng. Ta muốn mang hắn đi. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên. Tiếp theo, Minh Nữ xuất hiện trong đại sảnh. Minh Nữ nhìn lướt qua đám người Man Hy, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người lão già đứng phía sau Man Hy, nói. Ngươi dám có ý kiến à? Dám có ý kiến sao? Những lời này không nghi ngờ gì nữa là vô cùng bá đạo, đặc biệt là do một cường giả hoàng giả cảnh nói với một cường giả bán thánh. Lão già phía sau Man Hy sắc mặt lúc này có thể nói là khó coi tới cực điểm, nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, không chỉ này không tức giận ra tay, ngược lại trên mặt còn cố nặn ra một nụ cười, tuy nụ cười này có chút miễn cưỡng, nói. Nếu là người ngài muốn, Man gia ta tất nhiên không dám có dị nghị. Ta không đồng ý. Lúc này, Man Hy đột nhiên gần giọng nói. Minh Nữ, Man gia ta và người nước giếng không phạm nước sông. Người việc gì phải vì một con kiến mà đối địch với Man gia ta chứ? Người này đầu tiên là uy hiếp ta, về sau lại ở ngay trước. Mặt ta giết nữ nhân của ta, ta nếu không giết hắn, sau này Man Hy ta làm sao có thể đứng chân ở Cố Thánh Thành này? Không đồng ý thì xuất thủ đi, trong ba chiêu nếu không lấy được mạng của ngươi thì ta sẽ lập tức rời đi. Giọng nói của Minh Nữ vẫn bình tĩnh, không hề có bất kỳ dao động nào. Sắc mặt Man Hy càng trở nên dữ tợn, ngay khi hắn muốn xuất thủ thì lão già phía sau hắn lại cản hắn lại, sau đó nói. Minh Nữ Điện Hạ, Man Uyên không biết quản giáo, khiến Điện Hạ chê cười rồi. Điện Hạ cứ mang người đi là được, Man gia ta sẽ không ngăn cản. Minh Nữ xoay người bước ra ngoài cửa, đám người Mục Thanh Phong vội vàng đi theo, Dương Diệp cũng đi theo, nhưng khi hắn đi đến cạnh cửa, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người nhìn đám người Man Hy, nói. Yên tâm, ta sẽ không khiến các ngươi thất vọng đâu, lâu nhất là một canh giờ, trong một canh giờ ta khẳng định sẽ quay lại, nhất định phải chờ ta đó. Man Hy bước về phía trước một bước, chỉ một bước đã trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Diệp, sắc mặt hắn vừa dữ tợn vừa điên cuồng. Tốt, ta nhất định sẽ chờ ngươi quay lại, không quay lại thì làm cháu, ngươi có chịu không? Ta quay lại thì ngươi chính là cháu ta, ngươi có chịu không? Dương Diệp nói. Được. Man Hy cười gằn, nói. Chỉ cần ngươi quay lại, ta là chắc ngươi cũng chẳng sao. Tốt lắm, cháu ạ, chờ ra ra quay lại tìm ngươi. Dương Diệp vươn tay ra vỗ vỗ hai má Man Hy, sau đó xoay người rời đi. Nhất định phải quay tại đó. Hai tay Man Hy nắm chặt, trong mắt lấp lánh sắc thái điên cuồng. Sau khi giao phù cẩm tiên cho đám người Mục Thanh Phong chiếu cố, Dương Diệp lập tức rời khỏi Bái Nguyệt Điện. Hắn vừa rời khỏi Bái Nguyệt Điện thì lại bị một người cản tại, người đó chính là Mục Thanh Phong. Ngươi muốn giết về à?
Mục Thanh Phong nói. Ta phải quay lại, nếu không sẽ phải gọi người ta là ra ra đó. Dương Diệp nói. Mục Thanh Phong thấp giọng thở dài, nói. Man gia này tồn tại từ rất lâu rồi, bọn họ là thế gia thể tu, thành viên gia tộc các đời đều là thể tu, bởi vì thể chất của người mỗi đời đều khá là đặc thù, nếu làm thể tu sẽ là làm ít công to. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, thể chất của bọn họ bắt đầu thay đổi, biến thành không còn được ưu tú như trước kia nữa. Bởi vậy, man gia bọn họ bắt đầu dần dần suy vong, nhưng ngay cả như vậy, nội tình và thực lực của bọn họ vẫn không thể khinh thường. Nói đến đây, nàng ta nhìn Dương Diệp, lại nói. Bọn họ trước đó muốn người tới man gia, chắc bà chủ ý với công pháp tu luyện hoặc là thể chất của bản thân người. Bởi vì ở cổ thánh thành, trừ man gia ra, không có bất kỳ ai có thể làm thế tu tới mức thân thể ở hoàng giả cảnh đã có nhục thân khủng bố hơn cả bán thánh. Man gia có mấy vị bán thánh? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ít nhất 5 vị. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Ta biết ngươi không cam lòng, muốn báo thù cho bằng hữu của ngươi, nhưng lúc này thật sự không phải lúc. Hơn nữa ngươi giờ mà tới đó thì thuần túy chính là chịu chết. Yên tâm, chuyện tìm chết ta sẽ không làm đâu. Nói xong câu này, Dương Diệp mặc kệ Mục Thanh Phong, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, Mạc Linh xuất hiện ở Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong. Ngươi cảm thấy hắn có thể sống sót trở về không? Hắn khiến ta không nhìn thấu. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Bất kể là thực lực, hay là thân phận, đều không nhìn thấu. Về phần có thể trở về hay không thì phải xem Minh Nữ có lại ra tay vì hắn hay không. Nếu Minh Nữ không ra tay, hắn chắc chắn sẽ phải chết, năm vị bán thánh, hắn căn bản không thể chống lại. Chúng ta thì sao, chúng ta không ra tay giúp đỡ à? Mạc Linh nói. Man gia lần này cường hành cướp người của Bái Nguyệt Điện, lại ở trước mặt mọi người vũ nhục ngươi, chẳng lẽ việc này cứ vậy bỏ qua? Nếu không thì sao? Mục Thanh Phong lắc đầu, nói. Rất nhiều trưởng lão của Thánh Đường quả thật là rất chiếu cố chúng ta, nhưng đó là bởi vì bọn họ trước kia là thành viên của Bái Nguyệt Điện. Người cảm thấy bọn họ sẽ vì chúng ta mà tới. Man gia liều chết à? Không đâu, nếu chúng ta tới tìm họ nhờ hỗ trợ, bọn họ sẽ chỉ bảo chúng ta hãy nhân nhượng cho khỏi phiền thôi. Mạc Linh thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Có điều. Nói đến đây, trong mắt Mục Thanh Phong hiện lên một tia lệ khí. Man gia lần này làm nhục Bái Nguyệt Điện, làm nhục ta, Bái Nguyệt Điện sao có thể cứ vậy bỏ qua? Không có trưởng lão của Thánh Đường, Bái Nguyệt Điện cũng có bán thánh. Truyền lệnh xuống, bảo tất cả thành viên Bái Nguyệt Điện đạt tới hoàng giả cảnh tập hợp, bất kể là đang làm gì cũng phải tập hợp, mục tiêu là Man gia. Nhưng chúng ta không có bán thánh. Mạc Linh thấp giọng nói. Số lượng huyền giả hoàng giả cảnh của Bái Nguyệt Điện khá nhiều, nhưng cộng toàn bộ lại cũng khó mà tạo thành uy hiếp cho Man gia. Bởi vì Man gia có ít nhất 5 vị bán thánh, 5 vị bán thánh liên thủ, những huyền giả hoàng giả cảnh bọn họ căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Gia gia của ta là bán thánh, nãi nãi của ta cũng là bán thánh, cộng với Lý trưởng lão và Đường trưởng lão là đủ rồi. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Điện chủ, người cầu viện gia tộc của người. Mạc Linh cả kinh nói. Nếu đối phương cũng là dưới bán thánh thì ta tất nhiên sẽ không vận dụng lực lượng gia tộc. Nhưng đối phương dùng bán thánh để ép ta, ta không tìm giúp đỡ thì chính là ngu xuẩn. Đi đi, bảo mọi người toàn bộ đến man gia. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Mạc Linh gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, trong mắt Mục Thanh Phong như có vẻ đăm chiêu, nói. Người có thể khiến Minh Nữ coi trọng sao có thể là một nhân vật đơn giản. Kỳ thật, nàng ta vốn cũng chuẩn bị nhân nhượng cho khỏi phiền, bởi vì sống mái với man gia tính thế nào cũng không phải là có lời. Nhưng cuối cùng nàng ta đã thay đổi chủ ý, về phần nguyên nhân, trừ lúc trước man hy của man gia ỷ vào có bán thánh chống lưng mà làm nhục nàng ta, khiến nàng ta thật sự nổi giận ra thì còn có nguyên nhân khác, đó chính là Mạc Linh. Lúc trước khi nàng ta nói không thể tới man gia báo thù, nàng ta từ trong mắt Mạc Linh nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng, quan trọng nhất là còn có cả vẻ tự diễu. Một tổ chức, một gia tộc, một người, có thể yếu, có thể không mạnh, nhưng tuyệt đối không thể không có huyết tính. Nếu không có huyết tính, vậy bất kể là một tổ chức, hay là một gia tộc, hay là một người, nhất định đều sẽ tiêu tùng. Cho nên, lần này nàng ta xuất thủ, không phải là vì Dương Diệp, cũng không phải là vì Bái Nguyệt Điện,
chính yếu là vì bản thân. Bởi vì nàng ta không muốn mình mất đi phần huyết tính đó. Rất nhanh, toàn bộ cường giả hoàng giả cảnh của Bái Nguyệt Điện tập hợp ở cửa lớn, ước chừng có hơn 150 người. Nhìn hơn 150 huyền giả hoàng giả cảnh trước mặt, Mục Thanh Phong nói. Man gia đầu tiên là vô cớ bắt thành viên của Bái Nguyệt Điện, khiến người đó bị trọng thương. Về sau lại làm nhục ta và Bái Nguyệt Điện, các ngươi nói xem, chúng ta có nên tìm họ đòi công đạo không? Đòi, đòi, dám vũ nhục lão đại, giết hắn. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn, bằng không lão tử sau này ra ngoài sẽ không có mặt mũi nào mà nói ta là người của Bái Nguyệt Điện nữa. Nhìn Thính Tuyết Lâu hiện tại xem, thành viên của bọn họ hiện tại ra ngoài còn không dám mặc quần áo của Thính Tuyết Lâu, lão tử không muốn giống như họ. Cho nên, đòi. Nhìn thấy đám người đang phẫn nộ, trong lòng Mục Thanh Phong vui mừng không thôi, bởi vì nàng ta biết rõ, những người này đều biết thực lực của Man gia, nhưng lại không có ai lùi bước. Mục Thanh Phong lại nói, Dương Man lúc này đã giết tới Man gia, chúng ta không thể để hắn cảm thấy cô đơn, người của Bái Nguyệt Điện nghe đây, các ngươi để thăng tốc độ tới cực hạn, toàn bộ đi tới Man gia. Nói xong, thân hình Mục Thanh Phong khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang lao nhanh về phía Man gia. Sau lưng nàng, hơn 100 cột sóng phóng tên cao, bay về phía Man gia. Rất nhanh, tin tức Bái Nguyệt Điện và Man gia sắp đánh nhau truyền khắp toàn bộ cổ thánh thành. Vô số người cũng lao về phía Man gia, muốn xem vở kịch này. Ta nghe nói, này Man gia hình như đắc tội với Dương Man đó, bởi vậy khiến toàn bộ Bái Nguyệt Điện kéo tới cửa. Chậc chậc, lại có trò hay để xem rồi, tuy Dương Man này không phải hạng đơn giản, nhưng Man gia là thế gia vạn năm. Nội tình của Man gia Bái Nguyệt Điện không thể sánh bằng. Lần này Dương Man ở chỉ sợ là sẽ gặp họa, còn phải bồi thêm cả một Bái Nguyệt Điện. Không nhất định là vậy đâu. Dương Man này đột nhiên quật khởi, nếu nói phía sau hắn không có thực lực, hoặc là nhân vật cường đại nào thì đánh chết ta cũng không tin. Quả vậy, hắn nếu dám giết tới Man gia, khẳng định là có con bài chưa lật gì đó. Đừng nhiều lời, nhanh lên một chút, nếu chậm thì không còn trò hay để xem đâu. Dương Diệp biết Man gia có 5 vị bán thánh, cũng biết hắn lúc này căn bản không thể chống lại gia tộc này. Nhưng hắn vẫn tới. Kiếm tu nên có phong mang. Thà gãy chứ không cong, khi nên xuất kiếm thì phải xuất kiếm. Nếu kiếm tu không có phong mang, vậy thì chính là phế nhân, nếu kiếm trong tay kiếm tu phải cong đi khi gặp cường đại thì đó là khuất phục, kiếm tu này cũng là phế vật. Mà nếu khi kiếm tu nên xuất kiếm mà lại không xuất kiếm, lo trước nghĩ sau, vậy thì có thể tâm niệm thông suốt, dùng kiếm như dùng tay không. Khi nên xuất kiếm thì phải xuất kiếm, bất kể đối thủ là yếu hay mạnh. Đương nhiên. Đây không phải nói một kiếm tu tiên thiên cảnh khi đối mặt với cường giả bán thánh cũng phải xuất kiếm. Thế không gọi là dũng khí mà gọi là bảo thủ. Khi nên xuất kiếm thì phải xuất kiếm, điều thật sự muốn nói đến là một loại khí phách, một loại không sợ hãi, một loại quyết tâm, một loại dũng khí. Nói đơn giản một chút chính là trước tiên đừng nghĩ tới vấn đề có làm được hay không, trước tiên cứ làm đã, nếu không làm được thì chạy. Cháu ơi, ông nội ngươi tới rồi đây. Đứng trước cửa lớn của Man gia, thanh âm của Dương Diệp dưới sự gia trì của huyền khí truyền ra rất xa, trong phạm vi ít nhất gần ngàn dặm đều có thể nghe rõ. Cửa mở, Man Hy và bốn lão già chậm rãi đi ra. Thì ra, trên đời này thật sự có kẻ không sợ chết. Có điều người yên tâm, sẽ không để người chết nhanh đâu. Bởi vì trên đời này có rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn là chết. Ta sẽ cho ngươi thử hết. Man Hy mặt vẫn tươi cười. Chỉ có điều nụ cười của hắn có chút điên cuồng, có chút dữ tợn. Tay phải Dương Diệp vung lên, một tờ giấy chậm rãi bay ra, nói. Đây là giấy sinh tử, ngươi là thể tu, ta cũng là thể tu, hơn nữa cảnh giới của ta thấp hơn người. Ngươi chắc sẽ dám ký chứ? Đương nhiên, ngươi nếu gọi bốn lão già ở sau người xuất thủ, vậy xin người tránh sang bên đi. Bởi vì, ta không thích nói nhiều với loại nhát gan. Ta biết người đang khích ta. Có điều không sao, bởi vì ta cũng đang muốn tự tay giải quyết ngươi. Man Hy bấm tay búng một cái, một giọt máu tươi bay vào trong giấy sinh tử. Ký giấy sinh tử, thấy sinh tử. Đúng lúc này, bốn lão giả phía sau Man Hy hơi biến sắc, không hẹn mà cùng nhìn về phía chân trời, chỉ thấy phía chân trời có hơn 100 luồng sáng đang nhanh chóng lướt đến. Rất nhanh đám người Mục Thanh Phong xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Hơn 100 hoàng giả cảnh. Man Uyên khẽ cau mày,
lão già bên cạnh lão cũng vậy. Các ngươi tới đây làm gì? Nhìn thấy Mục Thanh Phong, Dương Diệp hơi có chút bất ngờ. Đây không chỉ là chuyện của ngươi, còn là chuyện của Bái Nguyệt Điện chúng ta. Mục Thanh Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Man Hy, nói. Man gia ngang nhiên bắt người của Bái Nguyệt Điện, việc này Bái Nguyệt Điện ta nếu không có bất kỳ phản ứng nào thì ngày sau Bái Nguyệt Điện sao có thể đứng chân ở cổ thánh thành. Cho nên, hôm nay chúng ta là tới đòi công đạo. Mục Thanh Phong, chỉ bằng vào ngươi à? Man Hy cười gằn, ánh mắt lướt mấy lượt trên người Mục Thanh Phong, ánh mắt lộ ra một tia dâm dục, nói. Nghe nói chưa từng có ai thấy qua hình dạng của ngươi, cũng không biết ngươi trông thế nào. Có điều không sao, hôm nay ta không chỉ muốn thấy hình dáng của ngươi, còn muốn lột trần ngươi ra, ha ha. Lời nói của Man Hy khiến sát ý trong mắt Mục Thanh Phong lóe lên, mà thành viên của Bái Nguyệt Điện phía sau mà lập tức xôn xao. Man cẩu, ta chơi tổ tông ngươi, loại người như người, không có man ra chống lưng cho ngươi thì lão tử một ngày giết ngươi ngươi 10 lần. Đừng nói nữa, lão đại hạ lệnh đi, hôm nay giết chết con chó này. Lão đại hạ lệnh đi, hôm nay san bằng toàn bộ man ra. Thành viên của Bái Nguyệt Điện phần lớn đều là những người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi thì đều huyết khí phương cương, bọn họ không phải không thấy phía sau Man Hy có 4 gã bán thánh, nhưng bọn họ không sợ, vì sao? Bởi vì nhiều người, bởi vì bọn họ đoàn kết. Cho các người 3 giây để cút đi, bằng không, hôm nay tất cả đều phải bỏ mạng ở đây. Man Uyên lạnh lùng nhìn lướt qua đám người Mục Thanh Phong. Man Uyên, ngươi uy phong quá nhỉ. Chấm, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, tiếp theo một lão già tóc bạc và một bà già tóc bạc chống gậy xuất hiện bên cạnh Mục Thanh Phong. Lão già lạnh lùng nhìn Man Uyên, nói. Ta cũng muốn xem ngươi làm thế nào để khiến bọn họ phải bỏ mạng ở đây. Man gia mấy năm gần đây quả thật có chút kiêu ngạo quá rồi. Lúc này, Lý trưởng lão và một lão già xuất hiện trong sân. 4 bán thánh. Lần này, sắc mặt đám người Man Uyên trầm xuống, Man Uyên nhìn lão già tóc bạc, nói. Mục Hà ngươi cũng muốn vì tên thể tu này mà đối địch với Man gia ta à? Ta không quen hắn. Lão già tóc bạc tên là Mục Hà nói. Ta đến cũng không phải vì hắn, ta đến, là vì cháu gái ta, cũng chính là điện chủ của Bái Nguyệt Điện. Kỳ thật, tiểu bối đánh nhau trắng kiên quan tới đám già chúng ta, nhưng Man Uyên người tại muốn ỷ vào thực lực bán thánh đế vũ nhục đứa cháu gái bảo bối này của ta. Biết làm sao được, hai vợ chồng ta chỉ đành ra tiếp ngươi thôi. Lý trưởng lão, các ngươi thì sao? Man Uyên nhìn về phía Lý trưởng lão. Hay là nói, đây là ý tứ của thánh đường. Hai chúng ta tới đây không đại biểu cho thánh đường, chỉ đại biểu cho bản thân chúng ta. Lý trưởng lão nói, chúng ta sinh ra ở Bái Nguyệt Điện, thấy Bái Nguyệt Điện chịu nhục, không chịu nổi nên ra mặt, ngươi đã hài lòng với câu trả lời này chưa? Sắc mặt Man Uyên càng thêm âm trầm, lão nhìn về phía Dương Diệp, lão không ngờ, người trước mắt đầu tiên là có minh nữ tương trợ, hiện tại lại có nhiều người như vậy tới hỗ trợ. Đây là điều mà lão ngàn vạn lần không ngờ tới. Bởi vì lão lúc trước đã tra qua tư liệu, thể tu trước mắt này không có không bối cảnh gì, nếu nói có thì chính là có thể có chút quan hệ với hỏa linh tộc. Mà hỏa linh tộc hiện giờ, Man gia lão tất nhiên không cần phải sợ. Bởi vậy lúc trước bắt Phù Cẩm Tiên, bởi vì bọn họ muốn xem thử, trừ Man gia ra trên đời này rốt cuộc còn công pháp gì mà không ngờ có thể khiến tên Dương Man này tu luyện nhục thân đến trình độ có thể so với bán thánh. Chỉ là lão không ngờ lại dẫn tới một loạt phiền toái. Ta và cháu ta đã ký giấy sinh tử, trước tiên để chúng ta giải quyết chuyện giữa chúng ta đã, chuyện khác nói sau, thế nào? Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Ngươi muốn chết như vậy à? Man Hy nhìn chằm chằm Dương Diệp, lần này, trên mặt hắn đã không còn nụ cười nào, có chẳng chỉ là sát ý. Dương Diệp cười nói. Lúc trước ngươi từng nói, chỉ cần ta quay lại thì ngươi chính là cháu ta mà. Sao ngươi dám nói nhưng không dám nhận à? Ngươi dẻo miệng lắm. Thân hình Man Hy khẽ động, đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Đợi lát nữa ta sẽ nhổ sạch răng người, sau đó thì cắt lưỡi ngươi. Ta xem thử xem lúc đó người còn dẻo miệng như bây giờ hay không. Đến đây. Ngón tay Dương Diệp ngoắc ngoắc, khóe miệng phát ra một nụ cười lạnh. Chậm đã. Ngay khi Man Hy muốn động thủ thì Man Uyên ở bên cạnh đột nhiên nói. Chư vị, đây là quyết chiến sinh tử. Đã ký giấy sinh tử, chư vị liệu có nhúng tay vào không? Đám người Mục Hà nhíu mày,
nhìn về phía Mục Thanh Phong, Mục Thanh Phong thì nhìn về phía Dương Diệp cười cười, nói. Chư vị, đây là chuyện giữa ta và hắn, đợi lát nữa nếu ta không địch lại hắn, chư vị cũng đừng nhúng tay. Đương nhiên, nếu hắn không địch lại ta, cũng xin chư vị giúp đỡ, đừng cho ai nhúng ta vào. Tiểu tử, ngươi yên tâm, không có bất kỳ ai sẽ nhúng tay vào quyết chiến sinh tử giữa các ngươi đâu. Mục Hà nhìn Dương Diệp, nói. Có điều lão phu cũng nói trước, ngươi nếu không địch lại hắn thì đám người lão phu cũng sẽ không nhúng tay. Dương Diệp cười cười gật đầu, nói. Tất nhiên rồi. Lúc này, Mục Thanh Phong đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Đừng khinh thường hắn, tuy rất ít khi thấy hắn xuất thủ, nhưng thực lực của hắn, khẳng định không phải yếu. Hơn nữa Man gia hắn chính là thế gia vạn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu, bất kể là huyền kỹ hay là huyền bảo khẳng định đều là loại tốt. Cho nên, đừng khinh địch, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, nói. Đa tạ đã nhắc nhở. Mục Thanh Phong gật đầu, sau đó lui sang một bên. Man Hy vừa muốn xuất thủ thì Man Uyên lại ngăn hắn lại, nói. Đừng khinh địch, thực lực của người này cũng không yếu, người đừng để lật thuyền trong mương. Còn nữa, lát nữa đừng giết hắn, giữ mạng hắn lại, để chúng ta xem trên người xem hắn rốt cuộc có bí mật gì. Man Hy gật đầu, khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn, nói. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn đâu, chờ sau khi tìm ra bí mật trên người hắn rồi ta sẽ từ từ chơi hắn. Mọi người lui về phía sau, tạo ra một không gian rộng lớn cho Dương Diệp và Man Hy. Mà lúc này, người chung quanh cũng càng lúc càng nhiều, không chỉ như vậy, vẫn có vô số huyền giả từ bốn phương tám hướng đang tới. Đó là Dương Man, ta nhận ra hắn. Ngày đó hắn đã giết chết Ngọc Vô Song xếp thứ 10 thánh bảng và phó điện chủ áo bào trắng của Thính Tuyết Lâu. Hiện tại hắn không ngờ lại chọc tới Man gia. Người này đúng là sát tinh mà, sau này gặp hắn nhất định phải tránh cho xa. Các ngươi nói xem, Dương Man và Man Hy ai mạnh hơn? Không biết, Dương Man này thực lực không tồi, nhưng Man Hy khẳng định cũng sẽ không kém. Tốt xấu gì cũng là đệ tử của thế gia vạn năm. Cho dù thực lực hơi kém một chút nhưng trang bị khẳng định sẽ không kém được. Cho nên, chuyện hôm nay rất khó đoán. Đừng nhiều lời nữa, yên lặng xem đi, bọn họ sắp khai chiến rồi. Man Hy nhìn Dương Diệp, song quyền chậm rãi nắm chặt, sau đó nói. Nữ nhân đó của tuy ta chỉ là một bộ quần áo, một vật chứa của ta. Nhưng nàng ta nói như thế nào cũng là nữ nhân của ta. Ngươi ở ngay trước mặt ta giết nàng ta, sau đó lại vũ nhục ta. Ngươi có biết hay không, ta thật sự rất muốn giết ngươi. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, quyền sáo màu vàng xuất hiện trên hai tay hắn, dưới quyền sáo, Long Lân đã hiện lên. Ở Thánh Địa, hắn sẽ không khinh thị bất kỳ ai, đặc biệt là lúc này hắn không thể thể hiện ra thực lực chân chính. Biết không, ta, Man Hy vừa chuẩn bị nói gì đó thì lúc này Dương Diệp chân phải dậm mạnh xuống đất, sau đó cả người bắn về phía Man Hy. Biết cái con bà ngươi. Đánh thì đánh đi, lại nhảy cái gì? Cùng với thanh âm của Dương Diệp vang lên, một quyền đầu mang theo một đạo quyền mang nhắm thẳng vào đầu Man Hy. Sắc mặt Man Hy triệt để trầm xuống, trong mắt đầy sát ý lạnh lẽo. Hắn cũng không nói nhiều, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó mang theo một đạo quyền mang màu đỏ đánh thẳng vào quyền đầu của Dương Diệp. Lấy cứng đối cứng. Chiến đấu giữa thể tu đó chính là lấy cứng đối cứng, xem ai cứng hơn. Bùm! Quyền đầu của hai người vừa tiếp xúc, một tiếng tiếng giống như sấm rền vang lên, mà không gian chỗ quyền đầu của hai người chạm nhau trong nháy mắt đã nứt ra mấy chục cái khe tối nhỏ. Về phần dưới chân hai người, khi quyền đầu của hai người còn chưa chạm vào nhau thì đã bị lực lượng cường đại chấn cho thành bột mịn. An tĩnh trong chớp mắt. Hai người đều tự liên tục lui về phía sau, mà khi hai người lui về phía sau, mỗi một lần dậm chân đều khiến cho mặt đất xuất hiện thật sâu dấu chân rất sâu. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện một tia ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, người trước mắt này có lực lượng nhục thân rất mạnh, chỉ nói tới nhục thân thì ở trong nhân tộc, dưới hoàng giả cảnh là người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Ngươi chỉ có từng đó lực lượng thôi à? Man Hy lắc đầu, nói. Nói thật ra, ta rất thất vọng, thật sự rất thất vọng, bởi vì ngươi quá yếu. Lúc trước ngươi đã xuất thủ rồi, hiện tại đến lượt ta. Nói xong, thân hình hắn khẽ động. Nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó đánh ra một quyền. Dương Diệp nhướng mày, cũng lấy một quyền nghênh đón, khi quyền đầu sắp tiếp xúc với Man Hy,
Sắc mặt Dương Diệp đột nhiên thay đổi, bởi vì không gian chung quanh quyền đầu của Man Hy không ngờ trực tiếp đổ sụp. Thu quyền lại thì đã không kịp. Ầm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Dương Diệp hóa thành một đạo hắc tuyến bay ngược ra sau. Quá yếu. Thanh âm của Man Hy lại vang lên. Dương Man bại rồi. Thể tu Dương Man dùng sức của một người, chiến đấu với toàn bộ Thính Tuyết lâu cứ như vậy mà bại. Ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Mọi người trong sân đầu óc trống rỗng, một màn này đã mang tới cho họ sự chấn động quá lớn. Mục Thanh Phong nhíu chặt mày, bởi vì nàng ta cũng không ngờ chuyện lại như vậy, vốn nàng ta là rất xem trọng Dương Man vừa mới gia nhập Bái Nguyệt Điện này, nhưng nàng ta không ngờ, Dương Man ngay cả một kích cũng không thể tiếp được. Ở thế giới này, trong nhân tộc ai dám đọ nhục thân với Man gia ta? Man Hy quét nhìn bốn phía, bế nghĩa thiên hạ, nói. Ta, Man Hy, sau ngày hôm nay chính là thể thu số một của nhân tộc ở toàn bộ thánh địa. Ai không phục thì Dương Man này chính là kết cục của các ngươi. Man Hy lúc này đắc ý vô cùng, sự hưng phấn và điên cuồng trên mặt khiến cho sắc mặt hắn có chút vặn vẹo, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, những người bên cạnh không nhìn hắn, hắn thuận ánh mắt của những người này mà nhìn lại, sau đó vẻ mặt hắn lập tức cứng ngắc. Bởi vì, Dương Diệp lúc này đã đứng lên, đồng thời đang chậm rãi bước về phía hắn. Ngươi không ngờ không sao? Man Hy nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ ngưng trọng. Dương Diệp chậm rãi bước về phía Man Hy, nói. Lúc trước, ta cảm giác được lực lượng của ngươi trong nháy mắt bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, chắc không là do bí pháp ngươi tu luyện. Trên người khẳng định có bảo vật gì đó. Có điều ta cảm thấy khả năng sau lớn hơn một chút bởi vì vào khoảnh khắc tiếp xúc với quyền đầu của ngươi, ta cảm thấy rõ quyền đầu của ngươi không giống như là quyền đầu của nhân loại. Ta rất hiếu kỳ với bảo vật này của ngươi. Lấy ra chia sẻ chút đi. Yên tâm, trước khi ngươi chết, ta nhất định sẽ cho ngươi được thấy một lần. Sắc mặt Man Hy âm trầm, trong mắt lóe sát ý. Hắn sở dĩ ngay từ đầu đã để lộ ra con bài chưa lật là để muốn đánh một trận mà thành danh, nhưng hắn không ngờ, dưới một kích toàn lực của hắn người trước mắt này không ngờ lại không hề hẫn gì cả. Không chỉ là hắn, cho dù là bốn vị bán thánh của Man gia cũng không ngờ. Có điều trong mắt bốn người không phải lấp lánh sát ý mà là hưng phấn. Bởi vì điều này có nghĩa là công pháp tu luyện của Dương Man này khẳng định rất mạnh, hoặc là có phương thức tu luyện đặc thù nào đó. Bất kể là công pháp, hay là phương thức tu luyện, đối với Man gia mà nói, đều là một chuyện tốt. Bởi vì điều này có thể sẽ khiến Man gia tìm ra được một con đường khác của thể tu. Vậy chúng ta cứ thử xem. Dương Diệp vừa dứt lời, cả người đã đi tới trước mặt Man Hy. Sau đó một quyền đánh ra. Có điều lần này khác với lần trước, lần này lực lượng của quyền đầu so với lúc trước thì ít nhất cũng cường đại hơn mấy lần. Bởi vậy lúc ra quyền không gian chấn động, mặt đất vỡ vụn. Man Hy không lơ là, cũng không dám lơ là, huyền khí trong cơ thể sôi sục, ùa vào trong hữu quyền, sau đó đột nhiên xuất kích. Quyền đầu của hai người lại một lần nữa va chạm với nhau. Bùm một tiếng, hai người tiên tục lui về phía sau, nhưng rất nhanh. Dương Diệp ngừng lại, mà Man Hy thì với tiếp tục lùi. Cho tới khi lùi về phía sau gần trăm bước, hắn mới ngừng lại được. Cao thấp đã rõ. Tiếp theo, trong sân tại xuất hiện những tiếng xuyệt xuyệt. Man Hy, lúc trước ngươi không phải nói ngươi là đệ nhất thể tu của nhân tộc sao? Ngươi sao lại bại, ngươi sao lại bại, thì ra người vừa rồi là đang chém gió. Khó trách ta thấy tự dưng có gió to như vậy. Cái gì gọi là tát vào mặt? Chính là cái này đây. Ê, Man Hy, sao mặt ngươi đỏ thế? Chẳng lẽ là bởi vì công pháp của Man gia người quá mạnh mẽ cho nên một người mới biến thành đỏ như vậy? Đó không phải là do công pháp, đó là do tức giận, ngươi ngay cả cái này cũng không nhìn ra, đúng là uổng công trên mặt mọc ra đôi mắt. Thì ra là tức giận, ha ha. Những lời nói châm chọc Man Hy phần lớn đều là xuất phát từ miệng của những thành viên Bái Nguyệt Điện. Đương nhiên. Trong đó cũng có của người đang đứng xem xung quanh. Vốn rất nhiều người kỳ thật đều là mang tâm thái xem kịch mà đến, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của Man Hy, khiến cho rất nhiều người lập tức sinh ra ác cảm đối với hắn. Không có nhiều người lại thích một kẻ vừa điên vừa kiêu ngạo cả. Nghe thấy những tiếng của châm biếm của người xung quanh, toàn bộ phần mặt Man Hy đều trở nên vặn vẹo. Hắn một tay túm lấy áo, sau đó đột nhiên xé mạnh, áo hắn trong nháy mắt hóa thành những mảnh vụn. Khi nhìn thấy thân trên của Man Hy, tiếng chào phúng và châm biếm trong sân lập tức ít đi nhiều.
Thân trên của Man Hy có màu xanh sẫm, phù văn trên người hắn đang mấp máy, gân xanh nổi lên, toàn bộ thân trên trông rất quỷ dị, đầy tính bùng nổ. Đây là văn thể. Ở bên cạnh, trong thanh âm của Mục Hà mang theo một tia ngưng trọng. Không ngờ nhục thân của hắn lại có thể vẽ phù văn. Thế nghĩa là sao? Mục Thanh Phong hỏi. Mục Hà trầm giọng nói. Mọi người đều biết, đạo phù văn bác đại tinh thâm, có thể khắc minh văn trên huyền bảo đạo khí, cũng có thể khắc lên thân người. Nhưng khắc minh văn lên người là một chuyện cực kỳ đau đớn, bởi vì những minh văn này không phải là chỉ khắc lên da, mà còn khắc lên xương cốt cùng với kinh mạch. Rất ít người có thể khắc minh văn lên người, một là vì rất đau đớn, không ai muốn chịu đựng sự đau đớn đó cả, hai là vì cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận là có thể khiến thân thể triệt để bị hỏng. Mạnh lắm à? Mục Thanh Phong trầm giọng hỏi. Mục Hà gật đầu, nói. Cái này ở viễn cổ được gọi là thể văn, ý tứ chính là có thể tăng cường phòng ngự nhục thân và lực lượng nhục thân. Nếu nói lúc trước nhục thân của Man Hy chỉ có thể xem như phòng ngự và lực lượng của cự long hoàng cấp, vậy hiện tại nhục thân của hắn tương đương với lực lượng nhục thân và phòng ngự bán thánh nhân loại. Có điều ngươi cũng đừng lo, phòng ngự nhục thân và lực lượng nhục thân của tên Dương Man thuộc Bái Nguyệt Điện kia không hề kém hắn đâu. Mục Thanh Phong gật đầu, ánh mắt hướng vào giữa sân. Lúc này, Man Hy cũng không nói nhiều, gầm lên một tiếng, chân phải dậm mạnh xuống đất, cả người trong nháy mắt bắn ra, quyền đầu mang theo tiếng khí nổ bén nhọn chói tai đánh thẳng tới Dương Diệp. Quyền phong và kình khí cường đại chấn cho không gian nổi lên từng gợn sóng, thanh thế lớn tới khiếp người. Khóe miệng Dương Diệp lộ ra một tia dữ tợn, tay phải chậm rãi nắm chặt, khi quyền đầu của Man Hy tới trước mặt hắn. Hắn đột nhiên đánh ra một quyền. Dầm. Quyền đầu va chạm, không gian chấn động, hai người liên tục lui về phía sau. Lần này, Man Hy lui về phía sau 30 bước, mà Dương Diệp thì lui về phía sau 10 bước. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Man Hy lại lộ ra vẻ dữ tợn, gầm lên, nói. Sao có thể như vậy được, nhục thân của ngươi sao có thể mạnh hơn ta, không thể, ngươi ăn gian. Xì xào. Trong sân lại ồ lên. Thằng chó này đúng là quá không biết xấu hổ mà, đánh không lại người khác thì kêu người ta ăn gian. Mẹ nó, những lời này mà hắn cũng nói ra được à? Đúng là con mẹ nó mất mặt quá. Man Hy này, ai, cũng quá ngu xuẩn rồi. Lần này, cho dù hắn thắng, hắn cũng sẽ không có được thanh danh tốt, thua không chịu nhận, liệu có ai xem trọng hắn? Những lời này của Man Hy không chỉ khiến rất nhiều huyền giả trong sân cảm thấy khinh thường. Cho dù là mấy cường giả bán thánh cũng liên tục lắc đầu. Tuy thực lực của Man Hy này không tồi, nhưng này võ phẩm và tâm tính thì thật sự là quá kém. Lúc này ngay cả sắc mặt của Man Uyên cũng có chút khó coi, lão lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó nói với Man Hy. Đừng có nhiều lời, nhanh chóng kết liễu hắn đi. Mà lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy Dương Diệp trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Man Hy. Sau đó quyền đầu mang theo lực lượng cường đại không gì sánh bằng đánh thẳng vào đầu Man Hy. Lần này, Dương Diệp cũng không nhiều lời với Man Hy, quyền hết lần này tới lần khác đập về phía Man Hy. Mà Man Hy lúc này cũng giống như đã nổi điên, quyền đầu không ngừng đánh trả lại Dương Diệp. Cứ như vậy, hai người dùng phương thức mãnh liệt nhất để đánh nhau. Hai người đều không sử dụng bất kỳ huyền kỹ hoặc là bất kỳ đạo khí nào, chỉ đơn giản dùng quyền đầu đấu nhau, người đánh ta một quyền. Ta đánh ngươi một quyền. Điều này khiến cho rất nhiều người trong sân vừa nhiệt huyết sôi trào vừa thầm kinh hãi. Bởi vì bất kể là Dương Diệp hay là Man Hy, lực lượng nhục thân của hai người đều cực kỳ khủng bố, huyền giả hoàng giả cảnh bình thường căn bản không thể chịu được hai quyền của hai người. Nhưng lúc này hai người lại đánh đối phương như đánh bao cát. Chiến đấu trong sân rằng co gần nửa canh giờ, lập tức ưu khuyết điểm của hai người dần dần hiện ra. Lúc này tốc độ và tiết tấu của Man Hy rõ ràng đã không theo kịp Dương Diệp, thậm chí còn có dấu hiệu bị áp chế. Mọi người kinh hãi trước thực lực của Dương Diệp, cũng kinh hãi trước thực lực của Man Hy này, bởi vì với thực lực của Man Hy hoàn toàn có thể đánh hạ được một vị trí trên thánh bảng hiện tại, nhưng đối phương trừ thanh danh hiếu sắc ra thì chẳng có thanh danh tốt nào. Lại trôi qua nửa canh giờ, đám người Man Uyên sắc mặt đã trầm xuống, bởi vì trong sân Man Hy đã bị áp chế, không ngừng lui về phía sau. Mà Dương Diệp thì lại càng đánh càng hăng. Lực lượng nhục thân và phòng ngự của kẻ này mạnh hơn Hy Nhi. Một bán thánh của Man gia ở bên cạnh Man Uyên trầm giọng nói. Vẫn không tra ra lai lịch thật sự của người này à?
Man Uyên trầm giọng nói. Lão già bên cạnh Man Uyên lắc đầu, nói. Trừ biết hắn và Phù Cẩm Tiên của Hỏa Linh tộc cùng xuất hiện ở cổ thánh thành ra thì còn lại không thu hoạch được gì. Phù Cẩm Tiên đó chắc biết lai lịch của hắn, nhưng đáng tiếc lúc này ả ta đang ở trong Bái Nguyệt Điện. Lúc trước không nên tùy ý để Hy Nhi dính vào. Không sao, bất kể hắn là ai, chỉ cần bắt được hắn là chúng ta sẽ biết ngay thôi. Man Uyên trầm giọng nói. Bùm! Đúng lúc này, trong sân Man Hy đột nhiên bay ngược ra ngoài. Đám người Man Uyên biến sắc, mà đúng lúc này, Dương Diệp lại thân hình khẽ động, nháy mắt đã bay lên trên Man Hy, sau đó đột nhiên một cước giẫm vào bụng Man Hy. Bùm! Cả người Man Hy trực tiếp chui vào trong mặt đất. Đột nhiên, vừa chui xuống đất Man Hy lại bay vút lên, sau đó thì cả người giống như một quả đạn pháo đập vào người Dương Diệp. Bùm! Lần này đổi lại là Dương Diệp bay ngược ra sau, bay tới gần hơn 600 trượng mới dừng lại được. Lúc này, mọi người phát hiện, trên người Man Hy không biết từ khi nào có thêm một kiện lân giáp màu vàng, lân giáp bao phủ toàn thân Man Hy, trừ đôi mắt thì ngay cả một chút khe hở cũng không có. Nhưng một số cường giả bán thánh lại phát hiện, cho dù là ở phần mắt cũng có một miếng màng mỏng màu vàng. Là chí bảo tiên cấp man thần giáp. Trương Thanh Âm của Mục Hà mang theo vẻ ngưng trọng. Giáp này chính là chí cường giả của man tộc năm đó, được đúc từ thân thể của man thân cùng với mây ngàn loại thân thiết đạo cập, công phòng toàn diện, cho dù là bán thánh cũng khó có thể làm tổn hại. Không ngờ man gia đưa giáp này cho Man Hy, xem ra, đây là muốn bồi dưỡng Man Hy này thành gia chủ rồi. Nói đến đây, Mục Hà lại nói. Dương Man này gặp nguy hiểm rồi. Dương Man, ngươi không phải rất trâu chó sao? Ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Đến đây nào? Man Hy chậm rãi bước về phía Dương Diệp, trong thanh âm tràn ngập vẻ điên cuồng. Nhìn kiện lân giáp trên người Man Hy, trong mắt Dương Diệp cũng hiện ra vẻ ngưng trọng, trực giác nói với hắn, bộ giáp này dù có man lực cũng tuyệt đối không thể phá được. Dương Man, tiếp lấy. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên thanh âm của Mục Thanh Phong, tiếp theo, một đạo hàn quang lóe lên. Lập tức một thanh kiếm rơi xuống trước mặt Dương Diệp. Kiếm này chính là bội kiếm của người sáng lập Bái Nguyệt Điện, tên là Vọng Nguyệt, tuy không phải thiên cấp, nhưng hơn xa đạo cấp bình thường, hôm nay cho ngươi mượn. Mục Thanh Phong cao giọng hô, thanh kiếm trong tay, Dương Diệp ngẩn người. Kiếm dài hơn 3 thước, thân kiếm trong suốt, giống như gương, mà chuôi kiếm thì có hình bán nguyệt. Kiếm là kiếm tốt, trong tất cả các kiếm mà Dương Diệp từng tiếp xúc, chỉ có Nhân Hoàng kiếm là có thể so sánh với thanh kiếm. Này, tuy hắn không thể phát huy ra uy lực chân chính của Nhân Hoàng kiếm, nhưng uy lực của Nhân Hoàng kiếm tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà thanh kiếm trước mắt này lại có thể so sánh với Nhân Hoàng kiếm. Hắn chưa thấy qua uy lực của thanh kiếm này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm này, nhưng vào khoảnh khắc cầm kiếm, hắn đã có loại trực giác này. Lúc này Dương Diệp có chút buồn rầu. Tuy kiếm là kiếm tốt, nhưng vấn đề là, mình có thể sử dụng sao? Có thể sử dụng sao? Đáp án là không thể. Hắn dùng thanh kiếm này thì có nắm chắc có thể đâm thủng da thịt đối phương. Nhưng vấn đề là đối phương khẳng định sẽ không đứng yên để hắn đâm, chỉ cần đối phương giao thủ với hắn, vậy hắn nếu dám thể hiện ra năng lực kiếm tu, sự việc sẽ khác đi. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Có chút không nỡ nhìn thanh kiếm trong tay, đang chuẩn bị trả lại cho Mục Thanh Phong thì lúc này Man Hy đột nhiên nhói. Ôi, có kiếm à, còn là Vọng Nguyệt kiếm, ta sợ quá. Dương Man, người đừng làm ta sợ, người ta thật sự sợ đó. Nói đến đây, hắn đổi đề tài, nói. Nào, đến đây, ta đứng yên cho ngươi đâm một kiếm đấy, ta sẽ cho ngươi thấy, ở trước mặt man thần ta, người yếu đuối tới thế nào cô. Nghe vậy. Dương Diệp ngẩn ra, lập tức trong lòng mừng lắm, trên mặt lại vẫn bất động thanh sắc, nói. Thôi, ta sợ một kiếm của ta sẽ kết liễu ngươi mất. Một kiếm kết liễu ta. Man Hy đột nhiên phá lên cười, giống như nghe thấy chuyện rất buồn cười. Đúng là buồn cười chết ta mà, ngươi không ngờ nói một kiếm kết liễu ta. Nào đến đây, ta quyết định ta sẽ cho ngươi đâm 10 kiếm, không, ta cho ngươi đâm 50 kiếm. Ngươi nếu đâm ngươi chết ta thì ngươi chính là cháu ta. Để cho ta đâm. Sắc mặt Dương Diệp có chút cổ quái. Như vậy không hay đâu, tuy là nói như vậy, nhưng hắn lại đã từ từ bước về phía Man Hy. Bảo ngươi đâm thì ngươi cứ đâm đi, ngươi lắm lời làm gì? Ngươi có còn là nam nhân không?
Man Hy đột nhiên gầm lên, cái hắn muốn chính là ở trước mặt mọi người làm nhục Dương Diệp, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm lại được mặt mũi và tôn nghiêm lúc trước đã mất. Hy Nhi, đừng nói nhiều với hắn nữa, nhanh chóng kết thúc hắn đi. Đúng lúc này, Man Uyên đột nhiên nói, tuy Man Hy khinh địch, lơ là, nhưng lão thì không, trực giác nói với lão, tên Dương Man trước mắt này có chút nguy hiểm, đặc biệt là sau khi cầm kiếm, lão không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nói chung thì chính là không ổn. Nghe vậy, thân hình Dương Diệp khựng lại, mí mắt giật giật, lúc này hắn đã đi tới trước mặt Man Uyên, nếu Man Uyên đánh trả, vậy hắn sẽ thật sự là một chút cơ hội cũng không có. Bởi vì hắn tuyệt đối không thể bại lộ mình biết dùng kiếm, bằng không sẽ phải bỏ mạng ở đây. Dương Diệp dứt khoát dừng chân, sau đó lắc đầu, nói. Thôi bỏ đi, ra ra người lo cho người như vậy. Ta hay là không đâm nữa, để tránh một kiếm đâm chết người rồi ra ra người lại phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Man Hy vốn chuẩn bị nghe theo lời Man Uyên thì lập tức giận tím mặt. Đồ chó má, cho dù là Tả Đăng Phong tái sinh, lão tử cũng có thể đánh ngã hắn. Nào đến đây, cho ngươi đâm đấy, ngươi nếu đâm không chết ta thì cả nhà ngươi là cháu ta. Lần này, Dương Diệp không chút do dự, thân hình khẽ động, đi tới trước mặt Man Hy, trường kiếm trong tay đâm vào trước ngực Man Hy. Keng! Một tiếng keng vang lên, mọi người nhìn vào, chỉ thấy một tia lửa tóe ra trước ngực Man Hy. Mà Dương Diệp thì lại lui về phía sau hai bước. Thấy thế, đám người Mục Hà và Mục Thanh Phong lập tức lắc đầu, kiếm mặc dù tốt, nhưng Dương Man trung quy vẫn không biết dùng. Ha ha! Man Hy lúc này toàn thân đã triệt để thả lỏng, cười điên cuồng nói. Dương Man, người tới đây, người đâm đi. Người không phải muốn một kiếm kết liễu ta sao? Người đâm nữa đi, ta đứng cho người đâm. Đúng lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đâm thẳng vào hai mắt Man Hy, nhưng rất nhanh, kiếm của Dương Diệp bị một tấm màng mỏng ngăn cản. Man Hy vẫn cười to. Người đâm đi, người đâm tiếp đi. Lúc này, khóe miệng Dương Diệp nở một nụ cười một tia, tay hơi dùng sức, tiếp theo, mọi người chỉ nghe thấy vù một tiếng, kiếm nháy mắt đa xuyên thấu màng mỏng đó, sau đó thì chui vào trong đầu Man Hy. Tiếng cười to của Man Hy im bặt. Đám người Mục Hà kinh hãi. Đám người Man Uyên hoảng hốt, tiếp theo là giận dữ, sau đó bốn người không hẹn mà cùng lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, sau khi một kiếm đâm vào trong đầu Man Hy, vội vàng thu kiếm, sau đó vươn tay ra tóm một cái, trực tiếp ném thi thể Man Hy vào trong hồng mông. Làm xong tất cả, Dương Diệp liền cảm thấy có bốn trưởng ấn đang đánh tới, khẽ biến sắc, Dương Diệp lần này không dám dùng kiếm nữa, sau khi thu kiếm lại thì song quyền đột nhiên xuất kích. Bốp bốp! Dương Diệp đón đỡ được hai trưởng ấn nhưng hai trưởng ấn đã đánh vào người hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài ngàn trượng. Chết đi cho tan! Man Uyên giận dữ, lại muốn xuất thủ thì lúc này đám người Mục Hà đã phục hồi lại tinh thần, thân hình khẽ động, chắn trước mặt đám người Man Uyên. Man Uyên, ngươi thua rồi mà không chịu à? Mục Hà lạnh lùng nói. Mục Hà, Mục gia ngươi thật sự muốn làm kẻ địch với Man gia ta sao? Trong mắt Man Uyên sát ý bắn ra. Mục Hà cười khinh thường, nói. Man Uyên, ta hiện tại xem như đã biết ông cháu ngươi là loại người gì rồi, thì ra ngươi cũng là loại mặt hàng này. Các ngươi nếu đã ký giấy sinh tử, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý chết, hiện tại y người đã chết rồi, sao hối hận à? Hối hận thì ngươi lúc trước đừng có ký. Chẳng lẽ chỉ có thể là người khác chết chứ người của Man gia ngươi không thể chết? Lúc này, Lý trưởng lão ở đi bên cạnh cũng nói. Man Uyên, quy định của giấy sinh tử này được Thánh Đường thừa nhận, cháu ngươi nếu đã ký giấy sinh tử, vậy hắn chết thì chỉ có thể nói là tài không bằng người. Ngư cơi nếu bởi vậy mà gây sự với Dương Man, vậy Man gia ngươi sẽ nổi danh đó, ngươi muốn Man gia ngươi sau này không thể ngẩng được mày để nhìn người khác nữa sao? Man Uyên hai tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt lại lóe lên sát ý, nhưng lại không ở động thủ, đương nhiên, không phải vì lời nói của Mục Hà và Lý trưởng lão, mà là lão hiểu rất rõ, cho dù động thủ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một lúc sau, Man Uyên hít sâu một hơi, nói. Giao thi thể của Hy Nhi ra đây, việc này tạm thời bỏ đi. Ta không giao thì sao? Lúc này, Dương Diệp ở xa xa không biết từ khi nào đã đứng lên. Nhìn thấy Dương Diệp đứng lên được, mọi người kinh hãi, bởi vì lúc trước Dương Diệp đã chịu một kích của hai bán thánh. Mà hiện tại không chỉ không chết, còn có thể đứng dậy,
tuy nhìn qua thì không giống như là không sao, nhưng như vậy cũng rất khủng bố rồi. Nhục thân của thằng Ôn trước mắt này là sắt gà. Không giao thì ngươi phải chết. Man Uyên nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trên người Man Hy có man thần giáo, người đã chết, nhưng man thần giáp này nhất định phải lấy lại, đây chính là bảo vật gia truyền của man gia. Dương Diệp nhìn về phía đám người Mục Hà, nói. Mục tiền bối, các ngươi thấy thế nào? Mục Hà trầm giọng nói. Dương Man, lúc trước ta đáp ứng ngươi, không để người ngoài nhúng tay vào quyết chiến giữa các ngươi, tuy hiện tại chiến đấu đã kết thúc, nhưng lời nói lúc trước của ta vẫn hữu hiệu. Chỉ là ngươi phải hiểu, chúng ta có thể bảo vệ ngươi nhất thời chứ lại không thể bảo vệ ngươi cả đời. Cho nên, tự ngươi nghĩ cho kỹ đi. Dương Diệp cười khẽ, nói. Ta sẽ giao thi thể của hắn ra, nhưng không phải là bây giờ. Còn nữa, bất kể ta có giao thi thể hắn ra hay không thì mấy lão cẩu này đều sẽ không chịu bỏ qua cho ta đâu. Cho nên ta vì sao phải giao? Đợi sau này mấy lão cẩu này nếu muốn động thủ, vậy nhờ các vị tiền bối hỗ trợ ngăn cản một lúc là được, chỉ cần cho ta một khắc, ta sẽ giết sạch toàn bộ người của man gia. Giết sạch người của man gia. Nghe thấy câu này, mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh. Mục Hà nheo mắt, Dương Man này cũng mạnh miệng thật. Giết sạch man gia chính là thế gia vạn năm, tuy đã suy vong, nhưng vẫn là thế gia vạn năm. Có điều hắn rất nhanh lại phát hiện, nếu mấy người mình thật sự cầm chân đám người Man Uyên, vậy với thực lực của Dương Man này mà giết vào man gia. Không có bán thánh, bên trong thế hệ trẻ tuổi của man gia ai có thể chống đỡ được người này. Không chỉ lão, lúc này đám người Man Uyên cũng nghĩ tới khả năng này. Bởi vậy, sắc mặt mấy người Man Uyên biến thành cực kỳ âm trầm và khó coi. Không khí trong sân lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía các thành viên của những bài nguyệt điện đó đang có mặt, nói. Chư vị, man gia trước đó cường hành bắt cóc huyền giả của bái nguyệt điện, về sau lại vũ nhục điện chủ của bái nguyệt điện ta, đây là ngang nhiên khinh thường bái nguyệt điện. Hôm nay, ta mặc dù giết được một người của man gia, nhưng nỗi sỉ nhục của bái nguyệt điện ta vẫn chưa thật sự được rửa sạch. Man gia bọn họ có bán thánh, nhưng chúng ta cũng có. Chư vị, các ngươi có nguyện ý cùng ta giết vào man gia, đồ sát man gia để trùng trấn uy danh của bái nguyệt điện ta hay không? Bên trong đám người đầu tiên là trầm mặc một thoáng, tiếp theo. Giết vào man gia, lão tử sớm đã khó chịu với man gia lắm rồi. Chơi luôn con bà nó, hôm nay dám khinh thường bái nguyệt điện ta, còn vũ nhục lão đại với chúng ta, lật đổ man gia này. Dương Man chúng ta đi theo ngươi. Vì bái nguyệt điện, vì lão đại, giết. Trong nhất thời, vô số thành viên hoàng giả cảnh của bái nguyệt điện trở nên điên cuồng, có người thậm chí đã tỏa ra khí thế, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Nhìn thấy một màn này, đám người Man Uyên biến sắc, nếu chỉ có những thành viên hoàng giả cảnh này của bái nguyệt điện, man gia lão tất nhiên không cần phải sợ. Nhưng hiện tại ở bên cạnh còn có 4 vị bán thánh. Chỉ cần những thành viên của bái nguyệt điện này động thủ, vậy bọn họ sẽ phải động thủ, mà bọn họ động thủ thì Mục Hà khẳng định cũng sẽ động thủ, đến lúc đó, thế cục sẽ nằm ngoài tầm khống chế của bọn họ. Một khi thế cục thoát ly sự khống chế, vậy man gia. Lúc này đám người Mục Hà cũng có chút ngây ngốc, bọn họ cũng không ngờ Dương Man này lại kích động được người của bái nguyệt điện. Trời ạ, hắn thật sự muốn đổ sát toàn bộ man gia sao? Giết! Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp. Tiếp theo. Dương Diệp trong ánh mắt của mọi người lao vào trong man gia, mà sau lưng hắn, những thành viên của bái nguyệt điện sau khi hơi do dự một thoáng thì cũng lao theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.